Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 169. Cả hai đều muốn ép đối phương vào chỗ chết, sát ý lên tận trời. Dưới sự ban phước của sức mạnh ba loại huyết mạch, kiếm thế của nhát kiếm này của Diệp Quân đạt đến mức độ khủng khiếp chưa từng có, bất cứ nơi nào nó đi qua, thời không trong nháy mắt biến thành bột phấn. Lúc này, Quần U cũng triệu hồi ra hàng trăm triệu tuế nguyệt trường hà, cô ta dung hợp với tất cả tuế nguyệt trường hà, hội tụ sức mạnh thời không vô tận trong cơ thể, trong khoảnh khắc cô ta xông lên, toàn thân giống như đang phi nước đại. Sức dâng trào, dòng sông hùng vĩ, cuồn cuộn cuốn qua. Kiếm đạo, tuế nguyệt đại đạo, hai đại đạo va chạm, ngay khi chúng hội tụ vào nhau, trong chớp mắt, những làn sóng chấn động kinh hoàng của đại đạo đột nhiên lan ra, điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh. Còn ở trung tâm sóng xung kích, Quân U và Diệp Quân vẫn đang điên cuồng lao về phía nhau, từng đạo sức mạnh tuế nguyệt và kiếm quang không ngừng bộc phát từ khu vực đó, sau đó va chạm và hủy diệt. Nhưng chẳng bao lâu sau, sức mạnh tuế nguyệt ở khu vực đó bắt đầu bị phá vỡ từng chút một. Uinh uinh! Cùng với một tiếng gầm chói tai, vô số tuế nguyệt đại đạo đã vỡ vụn, Quân U điên cuồng rút lui từ trong tuế nguyệt đại đạo trường hà đang bị tan vỡ. Diệp Quân nhảy lên, dùng kiếm chém vào Quân U đang rút lui, kiếm quang xé nát tuế nguyệt trường hà, khiến hắn trở nên bất khả chiến bại. Mà ở cuối tầm mắt, vẻ mặt của Quân U đột nhiên trở nên hung dữ, cô ta nắm chặt tay và gầm lên một tiếng giận dữ. Uỳnh! Những tuế nguyệt trường hà xung quanh cô ta bỗng sôi sục và bốc cháy, trong phút chốc, thời không ở chỗ họ biến thành một lò nung khổng lồ, cùng lúc đó, Quân U lao tới và đấm thật mạnh vào kiếm quang đang lao đến trước mặt cô ta. Trên nắm tay cô ta là ngọn lửa tuế nguyệt đang bùng cháy. Uinh uinh! Chỉ có một tiếng động lớn, Diệp Quân và Quân U đồng thời bị lùi mạnh về sau, tuy nhiên, trong quá trình Diệp Quân lùi lại, vô số đạo ý kiếm bay về phía Quân U như một cơn mưa rào, nơi những kiếm ý này đi qua, làn sóng tuế nguyệt lan tràn trước đó trực tiếp bị xé thành vô số mảnh. Từ xa, Quân U trông vô cùng hung dữ, cô ta đưa tay trái về phía trước, sau đó nắm lấy một cách thô bạo. Sức mạnh tuế nguyệt còn lại tạo thành một kết giới rộng lớn trước mặt cô ta, bảo vệ cô ta thật chặt. Xoẹt 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 xoẹt. Vô số kiếm ý chém vào kết giới rộng lớn đó, trên kết giới lần lượt xuất hiện những vết nứt, không kéo dài bao lâu, kết giới đột nhiên vỡ vụn và nổ tung, trong khi Quân U ở phía sau kết giới gầm lên, tung ra một cú đấm, khi cú đấm rơi xuống, thời không đang vỡ nát trước mặt cô ta trực tiếp biến thành một vòng xoáy tuế nguyệt kỳ lạ, vô số kiếm quang bị khuấy động trong đó. Tuy nhiên, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên bay lên, sau đó thẳng xuống, lao đến trước mặt cô ta. Uỳnh! Vòng xoáy tuế nguyệt đó đột nhiên vỡ tan, Quân U lại lần nữa lùi mạnh về sau, trong lúc lùi mạnh về sau, máu không ngừng phun ra từ miệng cô ta, lúc này sức mạnh ẩn chứa trong kiếm của Diệp Quân đã không còn là thứ cô ta có thể chống cự nữa. Đáng sợ nhất chính là lúc Diệp Quân đánh cô ta, hắn lại không hề sử dụng thanh kiếm Thanh Huyên. Nói cách khác, hắn thật sự dựa vào kiếm đạo vô địch và kiếm đạo trật tự của mình để trấn áp Quân U. Không phải hắn khoa trương, mà là hắn mơ hồ cảm giác được kiếm đạo vô địch của mình có sức mạnh đột phá, loại cảm giác đó càng ngày càng mạnh, hắn lúc này chỉ thiếu một chút cơ hội. Xiềng xích, gọi người, biến mất ngay khi hắn đặt đạo kiếm khí cô xuống, sau khi không còn xiềng xích đó nữa, kiếm đạo vô địch của hắn đột nhiên giống như một con ngựa bỏ chạy, một khi tung ra thì không thể thu lại. Kiếm đạo vô địch của hắn lúc này đã đạt đến điểm mấu chốt, sau điểm mấu chốt này, kiếm đạo vô địch của hắn có thể đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới. Bị kiếm đạo của Diệp Quân trấn áp khiến Quân U có chút tức giận, cô ta sinh ra ở Đông Hoang, được mệnh danh là thiên tài yêu nghiệt nhất trong lịch sử Đông Hoang, trong thế hệ trẻ, cô ta chưa từng bị đánh bại, mặc dù trước đây cô ta không đánh lại được Lăng Thu Nữ, nhưng cô ta có thể chấp nhận, bởi vì Lăng Thu Nữ là người của thời đại trước, hơn nữa, Lăng Thu Nữ nắm giữ ấn thần minh chủ. Đừng nói là cô ta, nếu đối phương đang ở trạng thái đỉnh cao, ngay cả Đông Hoang Thú Thần và Đạo Môn Chủ cũng chưa chắc có thể chắc thắng. Diệp Quân trước mặt không phải là người của thời đại trước. Hơn nữa, khi kiếm ta này chiến đấu với cô ta, lại không sử dụng thanh thần kiếm đó. Đây có phải là muốn sỉ nhục cô ta không? Nghĩ đến đây, khuôn mặt có phần tái nhợt của Quân U dần dần trở nên méo mó, xung quanh cô ta, sức mạnh tuế nguyệt vô tận không ngừng trỗi dậy, dâng trào như thủy triều. Còn ở nơi xa, Diệp Quân lạnh lùng nhìn cô ta, ngay sau đó, thân thể hắn trở nên hư ảo, một đạo kiếm quang xẹt qua. Thân xác và linh hồn của Quân U đột nhiên bị đốt cháy, cũng bị đốt cháy theo cô ta còn có tuế nguyệt trường hà vô tận xung quanh.
ngọn lửa hung hãn chiếu sáng toàn bộ hoang hải như ban ngày. Chiến đấu đến chết, cô ta sẽ không bao giờ cho phép mình bị đánh bại bởi những người cùng thời với mình. Đây là sự kiêu ngạo của quân U. Sau khi đốt cháy cơ thể, linh hồn và đại đạo của mình, khí tức của cô đột nhiên dâng trào điên cuồng, áp chế kiếm khí của Diệp Quân, quân U gầm lên và đấm mạnh vào Diệp Quân. Với cú đấm này, sức mạnh tuế nguyệt thiêu đốt giống như một vụ phun trào núi lửa, quét dọc theo cánh tay cô ta, lăn tròn và lao tới như một dòng nước lũ. Vào khoảnh khắc này, khí tức kiếm đạo của Diệp Quân đã bị áp chế. Uinh uinh! Khoảnh khắc quân U đánh một quyền xuống, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn lùi lại mấy vạn trượng mới dừng lại. Mà ngay khi hắn dừng lại, kiếm ý xung quanh hắn liền bị áp chế và tràn trở lại cơ thể hắn. Ở phía xa, sau khi cú đấm của quân U chiếm thế thượng phong, sự tự tin và khí thế của cô ta lập tức tăng vọt, cô ta bước về phía trước một bước, một luồng khí tức đáng sợ quét qua, hướng đến Diệp Quân ở nơi xa, cùng lúc đó, cô ta lao về phía trước, mang theo sức mạnh tuế nguyệt thiêu đốt và đâm sầm vào Diệp Quân. Trận chiến quyết định thắng thua. Giờ phút này, thực lực của cô ta đã tăng lên đến cực điểm, một quyền này mà Diệp Quân không chết, cô ta cũng không còn sức chiến đấu nữa. Nhưng ở nơi xa, hai mắt Diệp Quân đột nhiên từ từ nhắm lại, xung quanh hắn, kiếm ý vô địch bỗng nhiên dâng trào, những khí tức kiếm ý này đều tăng lên, đột nhiên, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, thân hình run rẩy, một nhát kiếm được chém ra. Không có kiếm ý trật tự, chỉ có kiếm ý vô địch. Mà vào lúc này, kiếm ý vô địch đã đạt đến điểm mấu chốt đột nhiên biến đổi. Đột phá, vô địch ý, vô địch tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sự áp chế đáng sợ của quân U không những không ngăn chặn được kiếm đạo của hắn mà còn khơi dậy tinh thần chiến đấu và quyết tâm của Diệp Quân. Diệp Quân bây giờ chỉ có một mình, không có gì để kêu than, cũng không có gì để mất ngoại trừ mạng sống này. Cứ làm cho xong. Thắng thì thắng, không thắng thì chết. Người chết sẽ về trời. Giờ phút này, Diệp Quân hắn chính là Diệp Quân, không còn là con trai của ai đó, cháu trai của ai đó. Suy nghĩ thông suốt. Trái tim không còn xiềng xích. Nhát kiếm mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Đó cũng là nhát kiếm mà kiếm ý vô địch đã hoàn toàn nghiền nát kiếm ý trật tự trong lịch sử. Xoẹt. Nhát kiếm của Diệp Quân thực sự đã xé nát sức mạnh tuế nguyệt của quân U, thanh kiếm đâm thẳng vào và không thể ngăn cản. Đối diện với Diệp Quân, khi quân U nhìn thấy thanh kiếm của Diệp Quân, con người của cô ta đột nhiên co lại thành hình mũi kim, cô ta trông vô cùng hung dữ và cố gắng hết sức để phát huy hết sức mạnh của mình. Tất cả tuế nguyệt trường hà đốt cháy như dung nham dâng trào lao về phía Diệp Quân, tuy nhiên, sức mạnh tuế nguyệt đáng sợ đó cũng không ngăn cản được Diệp Quân, kiếm của Diệp Quân lao thẳng vào cô ta, chém tất cả sức mạnh tuế nguyệt của cô ta thành từng mảnh. Đại đạo áp chế. Lúc này, kiếm đạo vô địch của Diệp Quân đã hoàn toàn áp chế được tuế nguyệt đại đạo của cô ta. Mà cũng chính vào lúc này, quân U cảm thấy sâu trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng, cho dù cô ta chống cự cảm giác tuyệt vọng này như thế nào cũng vô dụng. Đây mới thực sự là đại đạo áp chế, cấp độ đại đạo của đối phương đã vượt qua cô ta rồi, giống như quan cao hơn một cấp. Dù quân U có không cam tâm đến đâu, cô ta cũng chỉ có thể bất lực nhìn thanh kiếm của Diệp Quân nghiền nát đại đạo của cô ta, tiếp đó, thanh kiếm lao thẳng vào và xuyên qua ngực cô. Mà ngay khi Diệp Quân đang muốn dùng kiếm nghiền nát linh hồn của cô ta, đột nhiên, một đạo khí tức kinh khủng từ bên cạnh truyền đến, tốc độ đạt tới cực hạn. Binh! Một mảnh kiếm quang bị khí tức đáng sợ đó cưỡng ép đánh bay, Diệp Quân trực tiếp bị đánh văng ra xa vạn trượng. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong cơ thể quân U bị một lực mạnh buộc phải rút ra. Quân U ngơ ngác nhìn người trước mặt, người này cao lớn, huyết khí trên người mênh mông như biển, giữa lông mày toát ra bá khí. Đông Hoang Thú Thần. Đông Hoang Thú Thần nhìn quân U, trên đại đạo, ai có thể không bao giờ bỏ cuộc. Chẳng qua chỉ là một trận chiến mà thôi. Quân U ngươi và hắn ta đấu với nhau, không chỉ đấu nhất thời, mà phải đấu với hắn một đời, xem ai là người có thể cười cuối cùng. Quân U hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, tuế nguyệt đại đạo vốn đã dần tan biến lại hội tụ vào lúc này. Đông Hoang Thú Thần gật đầu tán thưởng, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Quân ở cách đó không xa, ông ta không nói gì, nhưng sau lưng ông ta có một đường hầm thời không, vào lúc này. Vô số cường giả Đông Hoang Thú Thần Điện và Đông Hoang Thần Tế Sư và các cường giả đạo môn bước ra. Đạo môn chủ lúc trước bị tang sạn một đòn đánh tan nát thân thể, bây giờ gần như khôi phục lại, ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Quân ở nơi xa. Lúc này,
ánh mắt của tất cả cường giả Đông Hoang đều đổ dồn vào Diệp Quân. Người đứng đầu Đông Hoang thú thần nhìn về phía Diệp Quân, người đánh rất giỏi sao? Đừng nói Đông Hoang ta bắt nạt ngươi, nào, đánh với ta. Bổn thần chấp ngươi một tay. Vừa nói, ông ta vừa từ từ đưa tay trái ra sau lưng, trong mắt không hề che giấu vẻ khinh thường. Ngươi đánh rất giỏi sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trên trời vang lên, ngay sau đó, bầu trời phía sau Diệp Quân, thời không nổ tung, tiếp đó, một đám người chậm rãi đi ra. Người dẫn đầu là An Nam Tịnh đang mặc áo choàng trắng, bên cạnh bà ấy là Nhị Nha đang ôm Tiểu Bạch, cách Nhị Nha và Tiểu Bạch không xa là Diệp Thanh Thanh, Đồ, Mộ Niệm Niệm đang mặc váy đen. Còn có, Thanh Khư mặc váy màu xanh. Và câu ngươi đánh rất giỏi sao? Được phát ra từ miệng bà ấy. Thanh Khư. Bà mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, đơn giản, thanh lịch và quyến rũ. Còn tại hiện trường, khi những cường giả Đông Hoang nhìn thấy đám người Thanh Khư, lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được sự đáng sợ của những người này. Ánh mắt thú thần dẫn đầu Đông Hoang rơi vào người Đồ, ông ta đã từng chiến đấu với Đồ trước đây, nhưng Đồ khi đó không phải là bản thể, còn người trước mặt là bản tôn. Đông Hoang thú thần liếc mắt nhìn đám người Thanh Khư, cười khẽ nói, cuối cũng không kiềm chế nổi mà xuất hiện rồi sao? Cũng tốt, vừa hay xử gọn một mẻ, chúng ta khỏi phải đi tìm từng người các ngươi. Đồ đi ra, lòng bàn tay bà xòe ra, một đạo kiếm quang rơi xuống lòng bàn tay bà đang định ra tay, nhưng đúng lúc này, Diệp Quân ở một bên đột nhiên nói, Đồ cô, đợi đã. Đồ quay đầu lại nhìn Diệp Quân lau máu trên khóe miệng, cười tâu toét, trận chiến hôm nay để con tự mình chiến đấu. Nghe thấy lời này của Diệp Quân, đám người tại hiện trường đều nhìn về phía Diệp Quân. Đồ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nghiêm túc nói, để tự con làm. Đồ nhìn hắn, con chắc chắn chứ. Diệp Quân gật đầu, Đồ và mọi người đều im lặng, chỉ có Thanh Khư là cười. Diệp Quân lại lau máu ở khóe miệng, sau đó nhìn đám người Thanh Khư, nghiêm túc nói, các vị cô, mỗi khi con đi đến cuối con đường, đều là các vị cô giúp con đi tiếp. Lần này, con muốn tự mình bước đi. Nếu con vượt qua được chướng ngại vật này chứng tỏ con xứng đáng, nếu không vượt qua được cũng có nghĩa là con đường của con đã đi đến cuối rồi. Một người dựa vào người khác để đi, thì sẽ không thể đi được đến đỉnh núi. Trước đây, tuy rằng hắn không chủ động gọi các cô giúp đỡ, nhưng khi các cô ra tay giúp đỡ, hắn cũng không từ chối. Im lặng và không từ chối, đó thực ra chính là thừa nhận. Kiếm ý mà cô váy trắng để lại cho hắn, còn có cái chết của Tang Mi khiến hắn hiểu được. Diệp Quân hắn nên trưởng thành thật sự rồi. Nghe được lời của Diệp Quân, trong mắt đám người An Nam Tịnh thoáng qua một tia ngạc nhiên, lúc này, bọn họ mới thật sự ý thức được, tiểu tử trước mặt khác rồi. Thanh Khư đột nhiên cười nói, tiểu tử, con phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Diệp Quân gật đầu, Thanh Khư cô, con đã nghĩ kỹ rồi. Thanh Khư đi tới trước mặt hắn, nhìn một Diệp Quân người đầy máu, bà cúi đầu thở dài, cô biết áp lực của con rất lớn, cũng muốn thay đổi hiện trạng. Đây là chuyện tốt, chúng ta cũng rất vui mừng khi con có suy nghĩ này, nhưng con đường này không phải chỉ một bước là có thể hoàn thành. Diệp Quân nhìn Thanh Khư bằng ánh mắt kiên định, Thanh Khư cô, con biết, con đều hiểu, thật đấy. Sau khi Thanh Khư nhìn Diệp Quân một lúc, liền mỉm cười nhẹ nhõm, được rồi, trận chiến này, con tự mình chiến đấu đi, các cô chỉ xem là được rồi. Nói xong, bà quay đầu liếc nhìn những cường giả của Đông Hoang thú thần phía sau, khoảnh khắc này. Tất cả cường giả Đông Hoang đều dùng mình lạnh sống lưng. Trong lòng tất cả cường giả Đông Hoang đều kinh hãi, người phụ nữ này là thần thánh phương nào? Thanh Khư lùi sang một bên, Diệp Quân lau máu trên khóe miệng, sau đó đi về phía Đông Hoang thú thần, thực lực của Đông Hoang thú thần trước mặt chắc chắn còn đáng sợ hơn quân U, nhưng... Vậy thì đã sao? Diệp Quân cười, sau khi trong lòng không còn xiềng xích gì nữa, hắn thật sự cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Hắn biết cảnh giới và thực lực của mình kém xa vị thú thần của Đông Hoang trước mặt, tuy nhiên, đây là kẻ thù của Diệp Quân hắn, là thứ mà Diệp Quân hắn phải đối mặt, cho dù đối thủ có mạnh, trong lòng Diệp Quân cũng không có chút sợ hãi nào. Cái gì là không có địch ý? Cho dù đối mặt với kẻ thù mạnh cũng phải dám rút kiếm. Cuộc sống chính là vậy, trước những thất bại và đau khổ, nếu không đối mặt trực diện, chỉ sợ hãi một lần thì sẽ sợ hãi cả một đời. Suy nghĩ của Diệp Quân chưa bao giờ thông suốt như vậy. Cũng chưa bao giờ thoải mái như vậy, xung quanh hắn, kiếm thế vô địch của hắn điên cuồng dâng trào, kiếm thế vô địch cuồn cuộn quét qua toàn bộ hoang hải, tất cả các cường giả có mặt đều cảm thấy một cảm giác đáng sợ. Kiếm tu trước mặt đã không thể ngăn cản được, trên vai Nhị Nha,
Tiểu Bạch đầy lông hưng phấn nhìn Diệp Quân, đôi chân bé nhỏ của nó vẫy nhanh, không biết đang biểu đạt điều gì. Nhị Nha không còn cười đùa như trước nữa, cô nhìn Diệp Quân ở phía xa, cô ý thức được đứa cháu trai này đã thực sự trưởng thành rồi, cô cũng ý thức được rằng nếu không có chuyện ngoài ý muốn, con đường của đứa cháu trai này sẽ sớm đi được đến cuối. Đám người An Nam Tịnh lúc này cũng có vẻ mặt phức tạp, đương nhiên vẻ vui mừng vẫn nhiều hơn, chẳng bao lâu sau, tiểu tử này thật sự sẽ không còn cần bọn họ bảo vệ nữa, cũng có thể kề vai chiến đấu cùng bọn họ rồi. Ở phía xa, đối diện với Diệp Quân, các cường giả Đông Hoang khi nhìn thấy kiếm thế đáng sợ của Diệp Quân đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, kiếm đạo đáng sợ như vậy, toàn bộ Đông Hoang chỉ có một người có thể đối chọi được, đó chính là đạo môn chủ. Quân U lúc này cũng đang nhìn chằm chằm Diệp Quân. Diệp Quân lúc này có lẽ tâm cảnh đã tăng lên, kiếm ý vô địch cũng đã mạnh hơn nhiều lần lúc hắn chiến đấu với cô vừa rồi. Cô có thể cảm nhận được, kiếm đạo của Diệp Quân dường như đã cởi bỏ được xiềng xích gì đó. Ở Đông Hoang, điều này được gọi là giác ngộ. Một khi giác ngộ, đại đạo sẽ được thiết lập, nhưng loại giác ngộ này thường đòi hỏi trải qua sự đau đớn và khổ sở rất lớn mới có thể đạt được. Bất kể trong lòng cô có muốn thừa nhận hay không, hiện tại cô ý thức rất rõ ràng. Cô và Diệp Quân lúc này đã có khoảng cách, hơn nữa, khoảng cách này còn có chút lớn. Cách đó không xa, thú thần nhìn Diệp Quân đang tỏa ra kiếm thế đáng sợ quanh người, hai mắt ông ta ngắm lại, tuy ông ta tự tin, kiêu ngạo, nhưng ông ta cũng không ngu ngốc, ông ta biết, trước mắt không phải là một kiếm tu có thể tùy ý đè chết. Đương nhiên, mặc dù kiếm ý vô địch của kiếm tu này rất mạnh mẽ, nhưng muốn dùng thứ này để áp chế thú thần ông ta thì đúng là một trò đùa. Trên người ông ta toát ra một sự tự tin anh hùng. Ông ta tiến lên một bước, một khí tức yêu thú đáng sợ tỏa ra, quét qua bầu trời, trong nháy mắt ép cho kiếm ý vô địch đang tràn ngập trời đất buộc phải lùi lại liên tục. Khí tức đại đạo của thú thần ông ta vẫn lấn át Diệp Quân. Thú thần đột nhiên biến mất ở chỗ cũ, trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Quân. Ông ta là yêu thú, lại luyện võ đạo sức mạnh thuần túy, cho nên sau khi hai người kết hợp lại, uy lực bộc phát vô cùng khủng bố, chỉ với một quyền này. Toàn bộ hoang hải đều không thể chịu đựng được và bắt đầu vỡ vụn từng chút một. Những cường giả phía sau ông ta cảm nhận được một cảm giác áp bức cực kỳ đáng sợ. Dưới cảm giác áp bức này, tất cả mọi người đều cảm thấy như đang ở dưới biển sâu, đồng thời có một cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng xuất hiện một cách tự nhiên. Ngược lại, ở phía đối diện, đám người Thanh Khư hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Diệp Quân nhìn Đông Hoang thú thần hung hãn đấm hắn, trong mắt không có một tia sợ hãi, chỉ có sự kiên định chưa từng có, hắn đứng dậy. Kiếm ý vô địch vô tận tấn công mạnh vào Đông Hoang thú thần. Diệp Quân lần này không sử dụng thời gian áp chế, mà là một kiếm quyết định sinh tử. Ý định quyết tử, đối với hắn bây giờ, không phải ngươi chết thì là ta chết. Với quyết tâm như vậy, kiếm thế nhát kiếm này của hắn lại dâng trào, kiếm thế mạnh mẽ thực sự đã áp chế được khí tức đại đạo của Đông Hoang thú thần. Trong mắt Đông Hoang thú thần tràn đầy vẻ hung ác, ông ta đưa tay phải về phía trước, nắm đấm quyền lực cuồng bạo tăng lên. Uinh uinh, một cú đấm và một nhát kiếm va chạm dữ dội trên bầu trời, ngay sau đó, một tiếng động lớn kinh hoàng vang lên khắp toàn bộ hoang hải, một sức mạnh to lớn khiến cả hai lùi mạnh về phía sau, nhưng Đông Hoang thú thần đó dựa vào thân thể cường tráng của mình để ổn định lại, còn ở phía xa, Diệp Quân vẫn đang liên tiếp bị lùi về sau, kiếm ý vô địch trong tay hắn đã bị vỡ tan, nội tạng bên trong hắn cũng đảo lộn, giống như có thiên binh vạn mã đang xé nát thể xác và linh hồn hắn, vô cùng khó chịu. Nhưng hắn vẫn cố nén cơn đau, đột nhiên ngẩng đầu lên, Đông Hoang thú thần ở đằng xa lao về phía hắn như sấm sét, khí tức và sức mạnh yêu thú mạnh mẽ khiến hắn ngay cả thở cũng không thể thở được, cú đấm của đối phương thậm chí còn mạnh hơn cú vừa rồi, rõ ràng là ông ta muốn giết hắn chỉ bằng một cú đấm. Diệp Quân chợt cười một cách hung dữ, hắn xòe rộng lòng bàn tay ra, một ý kiếm ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, bay lên không trung. Một kiếm xuất hiện, nhát kiếm này không còn là quyết định sinh tử nữa. Mà là muốn chết, hoàn toàn từ bỏ mọi ý muốn sống và đốt cháy mọi thứ. Diệp Quân đã không còn đường lui. Nếu đã không còn đường lui, vậy thì muốn chết đi. Bát, khoảnh khắc Diệp Quân xuất kiếm, một đạo kiếm đột nhiên vang vọng khắp vũ trụ tinh hà, tiếp đó, một đạo kiếm quang đáng sợ đâm thẳng về phía Đông Hoang thú thần. Kiếm thế của nhát kiếm này của Diệp Quân không ngừng tăng lên, dưới ý nghĩ tìm kiếm cái chết, kiếm thế của hắn phát huy tác dụng phi thường, đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có. Khi một người đến cái chết còn không sợ thì còn sợ cái gì nữa? Lúc này, cái gì trật tự, cái gì chúng sinh, cái gì tương lai? Hắn đều không nghĩ nữa, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là ra nhát kiếm này, cầu xin người giết chết ta đi. 19-10
Uinh uinh, một cơn bão kiếm khí đột nhiên bùng nổ từ khu vực thời không nơi hai người họ đang đứng. Tiếp đó, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Quân trực tiếp bị thổi bay. Khi hắn bị bay ra ngoài, kiếm khí và kiếm ý không ngừng bị xóa bỏ. Mà Đông Hoang Thú Thần cũng bị lùi mạnh về sau, mỗi bước lùi của ông ta, trên người sẽ xuất hiện hàng chục vết kiếm. Khi ông ta dừng lại hoàn toàn, trên người ông ta đã dày đặc vết kiếm, mỗi vết kiếm đều sâu đến mức có thể nhìn thấy xương trắng. Phòng thủ bị phá vỡ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả cường giả Đông Hoang đều tràn đầy vẻ khó tin, cơ thể thú thần lại bị kiếm tu này phá vỡ. Khi Đông Hoang Thú Thần nhìn thấy thân thể nát vụn của mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ông ta trở nên vặn vẹo, đột nhiên gầm lên, đột nhiên, thân thể ông ta bắt đầu sưng lên, khí tức yêu thú đáng sợ tràn ngập trời đất. Nó đang giận dữ, rất nhanh, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Đông Hoang Thú Thần hóa thành một con quái vật khổng lồ màu vàng sậm, có đầu thú và thân hình con người, thân hình giống như một ngọn núi, hai tay giống như những cây cột, rất hung dữ, khi chuyển động, giống như sấm sét. Từng đạo khí thức yêu thú đáng sợ lan ra từ trời đất, áp đảo vạn vật. Hung thú tuyệt thế thời xa xưa, Phong Hy, cũng là hung thú mạnh nhất Đông Hoang từ xưa đến nay. Sắc mặt thú thần vô cùng hung ác, toàn bộ ngũ quan trong cơn thịnh nộ đều vặn vẹo đến mức biến dạng, nó đột nhiên ngẩng đầu gầm lên, trong nháy mắt, thời không dẫn về phía Đông Hoang trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó, trong vũ trụ Đông Hoang, vô số yêu thú mạnh mẽ có tiềm lực nhưng không bị hiến tế cùng gầm lên, từng đạo sức mạnh của yêu thú bay lên trời. Phá vỡ hư không, đến hoang hải, sau đó hội tụ vào cơ thể thú thần đó. Tập hợp sức mạnh của tất cả yêu thú mạnh mẽ trong toàn bộ Đông Hoang. Bởi vì nó là thần của yêu thú Đông Hoang, là tín ngưỡng của tất cả yêu thú. Sau khi hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng của toàn bộ yêu thú, khí tức của nó dâng trào dữ dội, trực tiếp vượt qua cảnh giới hiện tại và đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Vẻn vẹn chỉ là khí tức hắn toát ra cũng đã làm ngạt thở những cường giả trên cả thần minh đó rồi. Đó là sự ngạt thở thực sự, căn bản không thể kháng cự lại khí tức này. Thú thần tung ra một quyền về phía Diệp Quân cách đó không xa, mà uy lực của cú đấm này mạnh hơn cú đấm trước đó gấp 10 lần. Diệp Quân nhìn thấy cảnh tượng này, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên một tia quyết tâm, ngay sau đó, hắn đột nhiên bay lên không trung, lại tung một nhát kiếm khác về phía thú thần, thời không xung quanh hắn nhẹ nhàng rung chuyển. Mà lúc này, hành vi của Diệp Quân không còn nghi ngờ gì nữa. Giống như thiêu thân lao vào lửa. Bởi vì sức mạnh của thú thần đã vượt xa hắn, còn chưa đến gần thú thần, kiếm ý của Diệp Quân đã bắt đầu đứt gãy, kiếm quang cũng bắt đầu vỡ vụn, không chỉ vậy, thân thể và linh hồn hắn lúc này cũng bắt đầu vỡ vụn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Căn bản không thể kháng cự lại nó. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của đám người An Nam Tịnh cách đó không xa đột nhiên thay đổi đáng kể, Nhị Nha ở bên cạnh An Nam Tịnh đang định ra tay, nhưng đúng lúc này, Thanh Khưu lại đột nhiên đưa tay về phía cô, ngăn cô lại. Nhị Nha vô cùng tức giận, lộ ra vẻ hung dữ, cô nắm chặt nắm đấm, sức mạnh đáng sợ bộc phát. Thanh Khưu đưa tay ấn nhẹ, trực tiếp áp chế sức mạnh của Nhị Nha, nhìn thấy cảnh tượng này, Tiểu Bạch bỗng nhiên lo lắng, nó nhanh chóng ôm chân Thanh Khưu cầu xin, nhìn thấy Thanh Khưu đang nhìn chằm chằm về phía xa, rửng rưng, nó lại vội vàng lấy ra một đống rất nhiều bảo bối đưa cho Thanh Khưu. Thanh Khưu vẫn rửng rưng như cũ. Bà nhìn chằm chằm về phía xa, mà lúc này, thân thể và linh hồn của Diệp Quân đã hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn bị nghiền nát, kiếm ý vô địch lan tỏa duy nhất trên thế gian này. Chết rồi, Đồ nhìn chằm chằm về phía xa, sắc mặt tái nhợt. Diệp Thanh Thanh và Nhị Nha cũng giống như vậy, cũng muốn ra tay nhưng lại bị Thanh Khưu trấn áp. Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên bật khóc oa oa. Ở nơi xa, Đông Hoang Thú Thần liếc nhìn đám người Thanh Khưu với ánh mắt khinh thường. Gầm lên, chỉ có vậy. Chỉ có vậy, nhưng vào lúc này, một biến hóa đột ngột xảy ra. Chỉ thấy kiếm ý vô địch tràn ngập trời đất rung chuyển dữ dội, khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt không thể tin được của mọi người, từng đạo kiếm ý bất ngờ hội tụ lại một chỗ, sau đó, Diệp Quân, người vốn đã bị chôn vùi và bị giết lại một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Lấy kiếm luyện thân xác, lấy suy nghĩ tụ linh hồn. Ý chí ta không chết, suy nghĩ ta không mất, ta sẽ sống mãi không chết. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Đây, tái sinh tại chỗ. Không chỉ tất cả cường giả Đông Hoang đều ngỡ ngàng, mà đám người Diệp Thanh Thanh lúc này cũng cau mày thật sâu, bởi vì bọn họ không ngờ rằng Diệp Quân có thể tái sinh bằng kiếm ý của chính mình. Về mặt lý thuyết, cường giả đạt đến một trình độ nhất định, ngay cả khi thân thể chết đi, linh hồn biến mất, chỉ cần vẫn còn tồn tại một chút ý niệm, vậy cũng có thể sống lại, nhưng chiếm đoạt thân xác hoặc dùng một số tà pháp, có thể nói, là vô cùng khó khăn.
Mà Diệp Quân, loại này là tái sinh tại chỗ. Điều này không bình thường. Mà ở đó, chỉ có Thanh Khưu cười, bà đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Quân có thể tái sinh tại chỗ là bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, niềm tin trong lòng Diệp Quân, cũng chính là ý niệm vô địch. Niềm tin này đã vượt qua giới hạn của chính bản thân hắn, thoát khỏi xiềng xích của thể xác và linh hồn hắn, cộng với cơ thể ban đầu của hắn chính là dùng kiếm ý ngưng tụ thành. Do đó, kiếm ý tái tạo cơ thể, đương nhiên là không có gì là bất bình thường cả. Về phần hội tụ lại linh hồn, có thể hiểu thế này, sau khi ý niệm vô địch của Diệp Quân thoát khỏi xiềng xích của thể xác và linh hồn, hắn đã ban cho nó một sinh mệnh mới, không chỉ có vậy, ý thức và ý niệm vô địch của hắn đã dung hợp với nhau, có thể nói, chỉ cần kiếm ý của hắn không bị xóa bỏ hoàn toàn, vậy thì ý thức của hắn sẽ tồn tại mãi mãi. Tất nhiên, cho dù làm được tất cả những điều này, cũng không thể tái sinh ngay lập tức. Còn một điểm quan trọng nhất, cũng là mấu chốt nhất, đó chính là thời gian. Tại thời điểm Diệp Quân bị tiêu diệt, thực ra, thời không mà hắn ở đã biến hóa, thời gian và ý thức dung hợp, vào thời khắc đó, ý thức của Diệp Quân hắn không thuộc về quá khứ, cũng không thuộc về hiện tại, mà là thuộc về tương lai, trừ khi vào khoảnh khắc đó, Đông Hoang Thú Thần đó có thể trực tiếp xóa bỏ kiếm ý của Diệp Quân và thời không đặc biệt đó, nếu không, chỉ cần một ý nghĩ, hắn sẽ có thể tái sinh tại chỗ ngay thời khắc đó từ thời không tương lai. Kiếm đi lệch mũi. Thanh Khưu sở dĩ kinh ngạc là bởi vì bà không ngờ Diệp Quân có thể nghĩ ra cách này, cũng không ngờ Diệp Quân thật sự dám làm như vậy, nếu thất bại. Vậy thì thật sự sẽ thân xác chết đi, linh hồn biến mất. Đương nhiên, có bà ở đây, cho dù thật sự chết đi, bà đương nhiên cũng có thể. Tuy nhiên, nếu bà thực sự ra tay, thì như Diệp Quân đã nói, con đường của hắn sẽ thực sự kết thúc, hơn nữa, cũng sẽ không thể có được sinh mạng mới như bây giờ. Diệp Quân lúc này, kiếm đạo vô địch đã hoàn toàn lột xác, có thể nói là có được sinh mạng mới, đã khác so với trước đây, mặc dù còn cách vòng đột phá một chút, nhưng ít nhất hắn cũng đã ở rất gần. Ở một bên, đám người Nhị Nha khi nhìn thấy Diệp Quân xuất hiện trở lại, đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bạch lén nhìn Thanh Khưu, sau đó nhanh chóng cất bảo bối của mình đi. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Quân ở phía xa, mỉm cười nói, thật là khiến người khác kinh ngạc. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Trong mắt An Nam Tịnh cũng hiện lên vẻ tán thưởng, bà không hiểu rõ như Thanh Khưu, nhưng bà cũng phát hiện ra khi Diệp Quân xuất kiếm, ý niệm và thời không đã thay đổi, cho nên vừa rồi bà cũng giữ vững, không ra tay. Đương nhiên, đối với bà mà nói, nếu Diệp Quân thật sự chết một lần, thực ra cũng không phải là chuyện xấu. Sở dĩ năm đó ông nội hắn có thể bước ra ngoài là vì đã trải qua cái chết hết lần này đến lần khác. Nhiều khi con người phải đối mặt với hoàn cảnh tuyệt vọng, nếu có thể sống sót thì sẽ có được sinh mạng mới, giống như một con tằm thoát ra khỏi kén là một thế giới mới, nếu không phá vỡ được thì nó sẽ tự giam mình trong kén rồi chết. Mà lúc này, tất cả cường giả Đông Hoang đều chết lặng. Sự tái sinh của Diệp Quân thực sự nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Thể xác và linh hồn tan vỡ rồi, sau đó lại tái sinh tại chỗ. Mẹ kiếp! Đây có phải đang đùa không? Quân U nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt cực kỳ âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Còn Đông Hoang Thú Thần cũng nhất thời nhìn chằm chằm Diệp Quân, phải nói là ông ta cũng rất kinh ngạc, với thực lực của ông ta, đương nhiên có thể nhìn ra cảnh tượng vừa rồi không phải là ảo giác thần minh, Diệp Quân đã thực sự bị một quyền của ông ta đánh nát rồi. Tuy nhiên, Diệp Quân đã thực sự sống lại trước mặt ông ta. Sự bất thường của cảnh tượng này khiến ông ta cảm thấy có chút bất an và nguy hiểm. Mà ở nơi xa, Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn Đông Hoang Thú Thần ở cuối tầm mắt, mỉm cười. Vừa rồi thử tái sinh thực ra cũng là một hành động bất đắc dĩ. Bởi vì sau khi đối thủ lo lắng về sức mạnh của toàn bộ yêu thú Đông Hoang, hắn biết rất rõ, với thực lực của mình lúc đó căn bản không thể chống lại đối thủ, mà cũng không thể rút lui, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn tìm đến cái chết để phá vỡ tâm cảnh, đồng thời mạo hiểm thử mượn thời không đặc biệt đó để hồi sinh chính mình. Hắn thành công rồi. Vào giây phút cuối cùng, hắn hoàn toàn từ bỏ mọi thứ và cầu xin cái chết để phá vỡ tâm cảnh của mình, để kiếm ý vô địch của mình chuyển hóa lại một lần nữa, đạt đến một tầm cao mới. Tái sinh. Bây giờ nhìn lại mình trước đây, đó là một tâm cảnh chưa từng có trước đây. Cuộc sống nhiều lúc là vậy, lúc đầu thì kiêu ngạo, muốn tự mình tạo ra một vùng đất mới, cũng nghĩ rằng tự mình có thể tạo ra một vùng đất mới, sau khi có tuổi rồi mới phát hiện ra. Thế đạo khó khăn hơn mình tưởng rất nhiều, thế là bắt đầu đau khổ, bắt đầu bối rối, bắt đầu vùng vẫy,
rồi cuối cùng đầu hàng trước thế giới hiện thực tàn khốc này và trở thành người mà chính mình căm ghét, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể cúi đầu trước hiện thực và trở thành vua dựa dẫm. Mỗi người trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, chắc chắn sẽ có lúc vô cùng ghét bản thân mình. Nhưng lần này, hắn muốn thay đổi bản thân, các cô xuất hiện, nhưng hắn không muốn họ ra tay giúp đỡ, vì hắn biết nếu họ ra tay thì sẽ lại là một vòng luẩn quẩn mới. Đương nhiên hắn hoàn toàn có lý do để họ ra tay, bởi vì họ là người thân của hắn, bởi vì đối thủ thực sự quá mạnh, hắn có thể yên tâm nhận sự giúp đỡ của họ. Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn cách tự mình gánh vác vì hắn nhận ra rằng hắn không thể đòi hỏi những yêu cầu không tiết chế từ các trưởng bối nữa. Hắn hy vọng một ngày nào đó hắn có thể chiến đấu bên cạnh các trưởng bối của mình, hoặc thậm chí giúp được họ. Ta từng tự hào về các trưởng bối. Từ giờ trở đi, việc hắn phải làm là khiến cho các tiền bối tự hào về hắn. Giọng nói gầm gừ của Đông Hoang Thú Thần đột nhiên vang lên, kiếm tu, để ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì khác. Nói xong, cánh tay phải to như cây cột của ông ta đột nhiên siết chặt lại. Quỳnh! Trong khoảnh khắc, sức mạnh quái vật yêu thú vô tận hội tụ và đổ vào nắm đấm tay phải của ông ta giống như một quả bóng sắt lớn, từng đạo sức mạnh yêu thú khủng khiếp đột nhiên lan ra từ trời đất, áp đảo mọi thứ. Tuy rằng ông ta không biết rõ vì sao Diệp Quân lại làm được việc tái sinh tại chỗ, nhưng cũng không sao, chỉ cần giết hắn lần nữa là được. Trong mắt của Đông Hoang Thú Thần dâng lên sát ý, ông ta đấm mạnh một quyền về phía Diệp Quân, uy lực của cú đấm này thậm chí còn đáng sợ hơn lúc trước, sức mạnh yêu thú vô tận và với sức mạnh thuần túy của chính ông ta hội tụ lại với nhau, lao về phía Diệp Quân như những ngọn núi khổng lồ, muốn xé nát hắn, tiêu diệt hắn. Diệp Quân nhàn nhạt liếc nhìn Đông Hoang Thú Thần, ồn ào. Nói xong hắn tiến lên một bước, một thanh kiếm ý từ trong cơ thể hắn bay lên trời, lao về phía Đông Hoang Thú Thần trong nháy mắt. Thanh kiếm này hiện lên vô cùng nhỏ bé trước cú đấm đó, nhưng vô địch ý ẩn chứa trong thanh kiếm càng lại càng lúc càng khủng khiếp, khi nó tiếp xúc với cú đấm của Đông Hoang Thú Thần, khí tức kiếm ý vô địch trong đó lại áp chế được khí tức yêu thú của Đông Hoang Thú Thần. Uinh uinh! Kiếm và quyền hội tụ lại, một làn sóng sức mạnh khủng khiếp đột nhiên bộc phát giữa trời đất, quét sạch mọi thứ. Nắm đấm của Đông Hoang Thú Thần trực tiếp nổ tung, máu bắn tung tóe. Cùng lúc đó, sức mạnh kiếm đạo to lớn trực tiếp khiến ông ta phải liên tục lùi về sau, mà trong quá trình lùi lại, thân thể của ông ta vẫn đang nứt ra từng chút một. Sắc mặt Diệp Quân vô cảm, hắn đi về phía Đông Hoang Thú Thần, mỗi một bước, một ý kiếm sẽ bay ra, lao về phía Đông Hoang Thú Thần. Binh! Mỗi một ý kiếm bay ra, sức mạnh yêu thú trong khu vực của Đông Hoang Thú Thần sẽ bị yếu đi vài phần. Đông Hoang Thú Thần sẽ càng lùi về sau hàng vạn trượng, máu phun ra như suối. Cứ như vậy, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Quân chậm rãi đi về phía Đông Hoang Thú Thần. Mỗi bước và một kiếm lùi về sau vạn trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của những cường giả Đông Hoang kia trở nên vô cùng khó coi, bởi vì bọn họ ý thức được, đại đạo của Đông Hoang Thú Thần đã bị kiếm đạo vô địch của kiếm tu trước mặt áp chế. Đây là đại đạo đàn áp. Đông Hoang Thú Thần đột nhiên gầm lên, ông ta trực tiếp thiêu đốt chính mình, từng đạo khí tức kinh khủng tuôn ra từ trong cơ thể ông ta, nhưng vẫn không thể chống cự được kiếm của Diệp Quân. Kiếm của Diệp Quân cứ nối tiếp nhau chém tới, đại đạo của ông ta không còn là bị áp chế nữa, mà là đang sụp đổ nhanh chóng. Sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, trong mắt Đông Hoang Thú Thần cuối cùng cũng hiện lên một tia sợ hãi, sao có thể? Ngươi đã phá vỡ tự thần trong lòng, gần đến vòng đột phá. Đúng lúc này, Diệp Quân ở nơi xa đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất. Uinh uinh! Đông Hoang Thú Thần trực tiếp bị đánh bay, lúc này toàn bộ sức mạnh yêu thú đã ngưng tụ đều bị tiêu tan, sức mạnh đại đạo của ông ta cũng bị vỡ nát hoàn toàn, không chỉ đại đạo bị tiêu tan, cơ thể ông ta cũng bị Diệp Quân kiếm chém thành từng mảnh, hoàn toàn tan nát, vô số máu thịt bắn tung tóe, máu me vô cùng. Nhìn thấy đại đạo sụp đổ, thân thể vỡ nát của Đông Hoang Thú Thần, tất cả cường giả Đông Hoang đều hoàn toàn choáng váng. Họ không ngờ rằng vị Đông Hoang Thú Thần ngạo mạn này lại bị đánh bại dưới tay kiếm tu này. Đây là Đông Hoang Thú Thần đấy. Hơn nữa, còn là thú thần đã khôi phục lại hình dạng thật và tập hợp sức mạnh của tất cả yêu thú ở Đông Hoang. Tất cả cường giả Đông Hoang đều khó có thể tiếp nhận. Sau khi Diệp Quân dùng một kiếm tiêu diệt đại đạo và thân thể của Đông Hoang Thú Thần, hắn liếc nhìn Đông Hoang Thú Thần đang sợ hãi rồi nói, ta chỉ dùng không đến 30% sức lực, ngươi đã không chịu nổi rồi. Mọi người, Diệp Quân không ra đòn cuối cùng với Đông Hoang Thú Thần, mà nhìn về phía Quân U, người cách Đông Hoang Thú Thần không xa. Hắn nhìn Quân U,
vẻ mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết. Ngươi, ra đây, lúc trước ngươi ở trước mặt ta ra vẻ ghê gớm, hôm nay ta muốn ngươi ra vẻ tiếp cho ta. Tất cả mọi người, gọi tên Quân U. Những cường giả Đông Hoang có mặt đều lần lượt nhìn về phía Quân U đang đứng cách đó không xa. Không còn nghi ngờ gì nữa, mặc dù Quân U là thiên tài yêu nghiệt nhất ở Đông Hoang bọn họ, nhưng hiện tại, Quân U rõ ràng đã không còn là đối thủ của Diệp Quân nữa. Quân U nhìn chằm chằm Diệp Quân không nói lời nào, nhưng vẻ mặt lại khó coi như đi thăm mộ. Nhìn thấy Quân U đứng ở đó không đi ra, Diệp Quân liếc cô ta một cái, cười lạnh, đó là một sự khinh thường không hề giấu giếm. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Quân U tái nhợt như tờ giấy, cô ta muốn đứng dậy nhưng lại bị cường giả Đông Hoang bên cạnh giữ chặt, bởi vì nếu đi ra vào lúc này, cô ta nhất định sẽ chết, Diệp Quân trước mặt bây giờ có lẽ chỉ có Đông Hoang chủ mới có thể địch lại được. Diệp Quân quay người đi về phía Đông Hoang Thú Thần, nhìn thấy Diệp Quân đến gần, sắc mặt của Đông Hoang Thú Thần đột nhiên trở nên vặn vẹo, hai tay nắm chặt, vô số sức mạnh bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể ông ta, nhưng những sức mạnh đó vừa ra khỏi cơ thể, trong nháy mắt liền bị kiếm ý vô địch của Diệp Quân trấn áp. Dù ông ta có chống cự thế nào cũng không thể chống lại được kiếm ý vô địch của Diệp Quân. Đại lộ áp chế. Đông Hoang Thú Thần hiển nhiên là không cam tâm, ông ta điên cuồng đốt cháy thể xác và linh hồn. Cố gắng dùng thứ này để chống lại kiếm ý vô địch của Diệp Quân, nhưng lại không có tác dụng. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, một thanh ý kiếm ngưng tụ từ lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, ý kiếm đó xẹt qua như sấm sét, chém thẳng vào Đông Hoang Thú Thần. Hai mắt Đông Hoang Thú Thần đột nhiên co rút, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm chém về phía mình. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh lôi kiếm màu tím đột nhiên từ bên cạnh bắn ra, đánh trúng ý kiếm của Diệp Quân. Đạo môn chủ ra tay rồi. Tuy nhiên, khi kiếm của đạo môn chủ sắp tiếp xúc với ý kiếm của Diệp Quân, tốc độ của nó đột nhiên giảm mạnh. Thời gian áp chế. Đôi mắt của đạo môn chủ đột nhiên co lại. Xoẹt. Ý kiếm của Diệp Quân trực tiếp xuyên qua giữa lông mày của Đông Hoang Thú Thần, đóng đinh ông ta tại chỗ, khiến ông ta không thể động đậy. Đông Hoang Thú Thần vẫn muốn liều mạng chống cự, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ý kiếm đó trực tiếp tiêu diệt toàn bộ sự sống trong cơ thể ông ta, bao gồm cả linh hồn của ông ta. Quỳnh! Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, thân thể to lớn của Đông Hoang Thú Thần hóa thành cho bụi rồi hoàn toàn biến mất. Đã hoàn toàn bị xóa. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn không gian, đó chính là nhẫn không gian của Đông Hoang Thú Thần. Hắn cất chiếc nhẫn không gian đi, sau đó quay đầu nhìn đạo môn chủ ở phía xa, đạo môn chủ thấy Diệp Quân đang nhìn, tim đột nhiên thắt lại. Thực lực của Đông Hoang Thú Thần so với ông ta chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu, nếu Diệp Quân muốn đấu tay với ông ta, số phận của ông ta có lẽ sẽ giống với Đông Hoang Thú Thần. Từ chối. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, nếu ông ta từ chối, thì còn có cần thể diện hay không? Nhưng trong khi ông ta đang suy nghĩ biện pháp đối phó, Diệp Quân ở phía xa đột nhiên nói, các ngươi cùng lên đi. Hả? Đạo môn chủ ngây ra. Một nhóm cường giả Đông Hoang cũng ngây ra, cho rằng mình nghe nhầm. Tên tiểu tử này định một mình khiêu chiến tất cả mọi người ở bên này. Nghe được lời của Diệp Quân, Nhị Nha ở cách đó không xa, liên tục giơ ngón tay cái lên, tốt tốt, cháu trai cuối cùng cũng dũng cảm, sau này có thể cùng chúng ta lang bạt rồi. Tiểu Bạch cũng liên tục gật đầu, biểu thị đồng tình. Còn Đồ và những người khác đều nở nụ cười trên môi. Tiểu tử này lần này thực sự khác rồi, có thể theo đánh một trận cao cấp thực sự rồi. Hơn nữa, sau này tiểu tử này cũng sẽ không cần bọn họ chi viện nữa. Thanh Khưu cười nhìn Diệp Quân, không nói gì. Ở phía xa, những cường giả Đông Hoang đều tức giận. Đây chẳng phải là không coi bọn họ là con người sao? Ai nấy đều tức giận, nhưng lại không động thủ, mà nhìn về phía đạo môn chủ cách đó không xa. Tuy bọn họ đều rất tức giận, nhưng bọn họ vẫn là người có lý trí, đó chính là không thể đánh hội đồng người khác. Nếu bọn họ thật sự đi đánh hội đồng thì sẽ thành cái gì? Có còn muốn giữ thể diện hay không? Hơn nữa, cho dù đánh hội đồng có thắng thì cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Cho nên chuyện này nhất định phải do đạo môn chủ làm mới được. Dù sao, ngoại trừ Đông Hoang chủ, ông ta hiện tại là người mạnh nhất Đông Hoang. Về việc có đánh thắng được hay không, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng không phải là bọn họ đánh. Nhìn thấy mọi người đang nhìn mình. Sắc mặt đạo môn chủ nhất thời có chút khó coi, chỉ cảm thấy như có lửa đốt dưới mông. Lên hay không lên? Lúc này không lên thì không được rồi. Đạo môn chủ bước ra một cách dũng cảm, ông ta cũng là kiếm tu, hơn nữa,
còn là pháp kiếm tu. Cái gọi là pháp kiếm tu chính là kiếm tu có thể thi triển pháp thuật, đây cũng là một loại trong rất nhiều kiếm đạo. Ông ta kết hợp pháp thuật và kiếm, phát triển thành một loại kiếm đạo đặc biệt rất đặc sắc. Nhưng lúc này ông ta biết rất rõ ràng, pháp kiếm đạo của mình không thể đánh bại kiếm đạo vô địch của Diệp Quân trước mắt, bởi vì thực lực của ông ta, nói nghiêm túc vẫn còn kém Đông Hoang Thú Thần một chút. Đúng lúc này, thanh lôi kiếm màu tím trong tay ông ta đột nhiên run lên. Đạo môn chủ đột nhiên tỉnh lại, lúc này ông ta mới nhận ra trong lòng mình có một nỗi sợ hãi. Điều mà người tu kiếm sợ nhất chính là tâm cảnh có vấn đề, không nghi ngờ gì nữa, tâm cảnh của ông ta lúc này đã có vấn đề. Nghĩ đến đây, ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, Diệp Quân, Đông Hoang sĩ chúng ta có thể bị giết nhưng không thể bị sỉ nhục. Nếu ngươi muốn chiến đấu, Đông Hoang ta sẽ chiến đấu với ngươi, nhưng... Chắc là ngươi cũng có thể nhìn ra, tâm cảnh ta lúc này có vấn đề, nếu lúc này ngươi muốn chiến đấu, ta cũng sẽ không sợ ngươi, nhưng có lẽ ngươi cũng biết rõ, cho dù bây giờ ngươi thắng, cũng sẽ thắng không vẻ vang, nếu đã như vậy, ta đề nghị chúng ta sẽ chiến đấu vào một ngày khác, lúc đó ta sẽ cho ngươi xem phong cách của kiếm tu Đông Hoang chúng ta. Ngay những lời này được nói ra, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng. Đặc biệt là những cường giả Đông Hoang. Mọi người nhìn đạo môn chủ một cách khó tin, đạo môn chủ trước đây không như vậy. Diệp Quân nhìn đạo môn chủ, không nói gì. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đạo môn chủ không khỏi có chút nóng mặt, ông ta nhìn Diệp Quân, tức giận nói, Diệp Quân, chẳng lẽ ngươi muốn ỷ thế ức hiếp người khác, lợi dụng lúc người khác nguy hiểm? Cũng được, cho dù trước đó ta bị thương nặng, hiện tại tâm cảnh không ổn định, ta cũng phải đánh một trận với ngươi. Đến đây, mọi người, Diệp Quân xua tay nói, ngươi còn không biết xấu hổ hơn cả ta, nếu ngươi không muốn đánh với ta, vậy thì ta cho ngươi một cơ hội. Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn về phía đám người Thanh Khưu cách đó không xa, đây đều là người thân của ta, thực lực của bọn họ không tệ, ngươi chọn một người đi. Chọn một người. Đạo môn chủ đang cảm thấy không thể bước xuống đài được, bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng, ông ta đương nhiên cũng muốn giữ thể diện, vì vậy, vừa rồi bị giữ lại, ông ta cũng rất khó chịu, nhưng ông ta cũng biết rất rõ, nếu bây giờ ông ta đánh với Diệp Quân thì nhất định sẽ chết. Không lên thì mất mặt, lên thì mất mạng. Đều không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ, ông ta nhìn thấy hy vọng mới, chọn một người. Ông ta ngước nhìn đám người Thanh Khưu ở phía xa, ánh mắt ông ta chỉ dừng lại ở Thanh Khưu một chút rồi rời đi. Người phụ nữ này rất khó đoán, có thể trực tiếp bỏ qua. Ánh mắt ông ta lại rơi vào An Nam Tịnh, mặc dù không thể nhìn thấu cảnh giới của An Nam Tịnh, nhưng trực giác nói với ông ta rằng người này cũng không dễ đối phó, bởi vì người này trông giống như một cao thủ. Thế là, ánh mắt ông ta chuyển từ An Nam Tịnh sang Đồ. Đối với Đồ, ông ta có biết một chút, bởi vì trước đây Đồ đã từng chiến đấu với Đông Hoang Thú Thần, lúc đó người này chỉ là một đạo phân thân, nhưng thực lực đã có thể cạnh tranh với Đông Hoang Thú Thần rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này cũng không thể đánh. Thế là, ánh mắt của ông ta chuyển từ Đồ đến Diệp Thanh Thanh, nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, ông ta lập tức rời ánh mắt đi. Người phụ nữ này cũng là một kiếm tu, hơn nữa. Lưỡi kiếm sắc bén của bà ta mạnh hơn Diệp Quân rất nhiều lần. Không thể đánh. Rất nhanh, ánh mắt của ông ta rơi vào Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm đang tươi cười, nhìn rất thoải mái. Người này có lẽ dễ đánh. Đạo môn chủ cảm thấy người này có thể, nhưng ngay sau đó, ông ta lại chuyển ánh mắt sang Nhị Nha đang đứng ở một bên, Nhị Nha ăn mặc kỳ lạ, đang liếm một sâu kẹo hồ lô, đôi mắt to ngây thơ, trong sáng, trông thực sự vô hại. Đương nhiên, cô bé này rõ ràng cũng là một người tu luyện. Đạo môn chủ lập tức chỉ vào Nhị Nha, ta chọn cô ta. Nhóm cường giả Đông Hoang thật sự không nhìn nổi. Cái này thật sự là quá mất mặt rồi, lại đi chọn một đứa trẻ. Đúng là không biết xấu hổ. Đạo môn chủ dường như cũng cảm thấy việc ỷ lớn ức hiếp bé có hơi quá đáng. Thế là ông ta lại nhìn Tiểu Bạch ở trong lòng Nhị Nha, nói, cô có thể mang theo nó cùng lên. Nhị Nha liếc nhìn ông ta một cái. Rồi lè lưỡi ra liếm môi. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch trong tay chậm rãi bước lên, cô nhìn đạo môn chủ, ánh mắt đó thực sự kỳ lạ. Giống như một người đã nhịn đói mấy ngày liền nhìn thấy một đĩa heo sữa quay. Mặc dù cô ta ăn kẹo hồ lô hàng ngày nhưng thật đáng tiếc, cô ta từng là một kẻ ăn thịt người. Đã lâu lắm rồi chưa được ăn thịt ai. Cô bé tham lam liếm môi, ánh mắt trở nên thiếu kiên nhẫn. Tiểu Bạch che miệng cô lại, sau đó nhìn về phía An Nam Tịnh. Nhắc nhở cô, Tĩnh tỷ còn ở đó. Nhị Nha liếc nhìn An Nam Tịnh,
sau đó lẩm bẩm bất mãn, dựa vào đâu mà người có thể ăn thịt yêu thú, còn yêu thú lại không thể ăn thịt người. Tiểu Bạch, chúng ta phải kháng nghị. Tiểu Bạch lắc đầu xua tay, sau đó che mông mình lại. Chị tính quá đáng sợ, không thể kháng nghị, sẽ bị đánh. Cách đó không xa, đạo môn chủ nhìn chằm chằm vào Nhị Nha, mặc dù Nhị Nha nhìn có vẻ vô hại nhưng ông ta lại không có chút khinh thường nào vì ông ta biết những người trước mặt này không phải là người bình thường, còn cô bé trước mặt vẫn là một yêu thú, tuy không nhìn ra được sức mạnh tiềm tàng, nhưng chắc chắn cũng không yếu. Hơn nữa, con lông xù kia còn là một linh tổ. Vì vậy, ông ta không thể chủ quan được. Ông ta đi về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch, đột nhiên, những tia sấm sét màu tím dâng lên xung quanh ông ta, đồng thời, thanh lôi kiếm màu tím trong tay ông ta lúc này cũng run rẩy dữ dội, từng đạo pháp và kiếm đạo đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể ông ta, khiến không gian và thời gian xung quanh ông ta dâng trào. Nhị Nha vẫn đang liếm kẹo hồ lô, cô nhìn đạo môn chủ, không nói gì. Đạo môn chủ nhìn chằm chằm vào Nhị Nha, đột nhiên, ông ta cầm một thanh kiếm dài và rút nó ra. Hàng nghìn tia sét màu tím xuất hiện từ mũi kiếm trong tay ông ta, từng đạo sức mạnh sấm sét lan tràn ra tứ phía. Rất nhanh, ông ta hóa thành một đạo kiếm quang màu tím và bay về phía Nhị Nha. Vô số sấm sét nổi lên xung quanh kiếm quang màu tím này. Ông ta dồn hết sức lực vào nhát kiếm này, không giữ lại gì. Nhị Nha nhìn chằm chằm vào đạo môn chủ đang lao về phía mình, đột nhiên, cô tiến lên một bước và tung ra một cú đấm mạnh. Uinh uinh! Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một cú đấm của Nhị Nha thực sự đã đập nát kiếm quang của đạo môn chủ thành từng mảnh. Tất cả tia sét và kiếm vào lúc này trực tiếp vỡ tan, giống như một chiếc búa khổng lồ đập vỡ kính vậy. Chính là tàn phá. Khoảnh khắc Nhị Nha tung ra cú đấm, đôi mắt của đạo môn chủ đột nhiên co rúm lại, trong lòng ông ta thấy sợ hãi, ông ta biết, ông ta đã đụng vào tổ kiến lửa rồi. Ông ta muốn rút lui. Nhưng Nhị Nha đã tiêu diệt hết sức lực của ông ta chỉ bằng một cú đấm đó lao thẳng vào ông ta, nhưng khi ông ta muốn rút lui, ông ta cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp bao trùm lấy mình, khiến ông ta không thể rút lui. Đạo môn chủ kinh hãi vô cùng, ông ta biết mình đã không có đường lui, chỉ có thể liều chết mới có thể có cơ hội sống, thế là, ông ta hung hăng nắm chặt tay, vô số tia sét màu tím cùng kiếm quang không ngừng tuôn ra từ cơ thể ông ta và lao vào Nhị Nha. Tuy nhiên, trước nắm đấm đáng sợ của Nhị Nha, những tia sấm sét và kiếm quang màu tím của ông ta mỏng manh như tờ giấy. Uinh uinh! Trong ánh mắt của mọi người, Nhị Nha đã nghiền nát tất cả tia sét và kiếm quang màu tím chỉ bằng một cú đấm, đồng thời, đạo môn chủ trực tiếp bị đánh bay ra xa hàng trăm nghìn trượng. Ngay khi dừng lại, cơ thể ông ta trực tiếp nổ tung. Không chỉ vậy, linh hồn của ông ta còn biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Một đấm hạ gục. Đạo môn chủ ngây ra rồi. Không chỉ đạo môn chủ, các cường giả đông hoang có mặt lúc này cũng hoàn toàn ngây ra. Làm sao cô bé nhìn có vẻ như vô hại này lại có thực lực đáng sợ đến thế? Đạo môn chủ ngẩng đầu nhìn Nhị Nha ở phía xa, với vẻ mặt khó hiểu. Ông ta biết cô bé này chắc chắn có một sức mạnh nhất định, nhưng không ngờ sức mạnh của cô bé này lại đáng sợ như vậy. Sức mạnh này đã vượt xa đông hoang thú thần. Không đúng, đông hoang thú thần có đức độ và năng lực gì để so sánh với cô ta? Ông ta không cũng không suy nghĩ bao lâu, bởi vì rất nhanh, linh hồn của ông ta liền hoàn toàn tiêu tán giữa trời đất. Một đấm giết chết. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn không gian của Đông Hoang đạo môn chủ đột nhiên bay vào tay hắn, như nghĩ ra điều gì đó, hắn quay lại nhìn Nhị Nha, Nhị Nha cũng đang nhìn hắn. Diệp Quân cười nói, mỗi người một nửa. Nhị Nha lắc đầu thở dài, cháu đáng thương quá, cầm một đống rác mà coi như bảo bối. Còn tưởng ta sẽ cướp nó. Thật đáng thương. Tiểu Bạch cũng gật đầu liên tục, đôi mắt to đầy thương hại và đau lòng. Diệp Quân. Diệp Quân đột nhiên cảm thấy khó chịu sau khi nghe những lời Nhị Nha nói, bọn họ rốt cục đang sống kiểu gì vậy? Bản thân mình cũng đang sống một cuộc sống như thế nào? Nhưng hắn vẫn cất chiếc nhẫn đi, hết cách, cuộc sống khó khăn, mặt mũi gì đó, đương nhiên không cần rồi. Diệp Quân quay đầu nhìn các cường giả đông hoang, thấy Diệp Quân đang nhìn. Sắc mặt của những cường giả đông hoang đó đột nhiên thay đổi, lúc này bọn họ mới nhận ra, tiểu tử này rất hung hãn, nhưng những người phía sau hắn lại càng mạnh hơn. Diệp Quân nhìn Quân U cách đó không xa, khoảnh khắc ánh mắt hắn rơi vào Quân U, kiếm đã lao đến. Nhát kiếm này lao đến Quân U với uy thế vô địch, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đôi mắt của Quân U đột nhiên co lại, cô ta muốn chống cự,
nhưng khi kiếm thế nhát kiếm của Diệp Quân bao trùm cô ta, kiếm đạo mạnh mẽ trực tiếp chấn áp cô ta, đối mặt với áp lực kiếm đạo của Diệp Quân lúc này, cô ta không thể phản kháng được chút nào. Tuyệt vọng! Nhát kiếm này đã không còn là thứ cô ta có thể chống lại nữa. Cô ta biết rằng cô ta và kiếm tu này đã là người ở hai thế giới khác rồi. Tuy nhiên, ngay khi nhát kiếm của Diệp Quân chuẩn bị đâm vào giữa lông mày của Quân U, kiếm của Diệp Quân đột nhiên bị một thế lực vô hình chấn áp. Diệp Quân hơi cau mày và nhìn sang bên cạnh Quân U, không biết từ lúc nào, ở đó xuất hiện một người đàn ông. Đông Hoang Chủ. Mà lúc này, Tang Sản cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Quân. Đông Hoang Chủ từ từ quay lại nhìn Diệp Quân, cười nhẹ nói, không hổ là người thần minh nhìn chúng, đúng là khiến cho người ta ngạc nhiên, lại có thể đột phá chính mình trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, khiến kiếm pháp của mình cũng gần đến trình độ đột phá. Diệp Quân nhìn Đông Hoang Chủ, không nói gì, trong mắt có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Đông Hoang Chủ nhìn thấy ý chí chiến đấu trong mắt Diệp Quân, nhưng cũng chỉ mỉm cười, sau đó nhìn về phía đám người Thanh Khưu, chẳng trách trước đây đại đạo bút chủ thận trọng như vậy, thì ra đều là người từng tham gia trận chiến lên trời. Thanh Khưu rõ ràng không có hứng thú với Đông Hoang Chủ. Bà đi đến chỗ Diệp Quân và nói, chúng ta cũng nên đi rồi. Diệp Quân bây giờ đã thực sự trưởng thành, bọn họ cũng có thể thật sự yên tâm rồi. Diệp Quân nói, Thanh Khưu cô, mọi người. Thanh Khưu cười nói, có phải rất muốn biết bọn họ đang làm gì đúng không? Diệp Quân gật đầu. Thanh Khưu nhìn Nhị Nha đang đứng ở một bên, Nhị Nha ôm Tiểu Bạch đi tới, cô liếm liếm kẹo hồ lô, chúng ta đang đánh nhau ở một nơi, nơi đó có một người rất hung hãn, người có muốn đến không? Diệp Quân bỗng nhiên tò mò, nơi nào? Nhị Nha nói, vũ trụ nguyên thủy. Diệp Quân hỏi, đó là nơi nào? Nhị Nha cười tâu toét, đó là một nơi rất thú vị, mẹ ngươi cũng ở đó. Diệp Quân bỗng nhiên có chút kinh ngạc, mẹ ta cũng ở đó. Nhị Nha gật đầu, mẹ ngươi đã làm ra rất nhiều thứ kỳ lạ cổ quái, ngoài ra, còn làm cho ngươi rất nhiều bảo bối tốt. Nói tới phần sau, mắt cô bé sáng bừng lên. Tiểu Bạch mở to mắt, trong lòng rất hưng phấn, đối với cô bé, đồ của cháu trai chính là của cô. Diệp Quân. Thanh Khưu đột nhiên cười nói, với thực lực hiện tại của con, cũng có thể đi, nhưng con phải suy nghĩ thật kỹ. Diệp Quân nhìn Thanh Khưu mỉm cười nhìn hắn. Diệp Quân im lặng. Đánh nhau. Nhị Nha đang nói đến việc đánh nhau ở đó chứ không phải đánh người, hơn nữa ngay cả Nhị Nha cũng nói ở đó có một người rất mạnh. Điều này có nghĩa là gì? Hắn biết tính khí của Nhị Nha, cô rất hiếm khi thừa nhận rằng người khác rất mạnh. Cộng với những gì ẩn chứa trong lời nói của Thanh Khưu cô. Trong lòng Diệp Quân có một suy đoán, hắn nhìn Thanh Khưu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đương nhiên bà biết suy đoán của Diệp Quân. Diệp Quân trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào kéo dài mãi mãi, hơn nữa, kết thúc cũng có thể không phải chuyện xấu, ta đương nhiên sẽ đi. Thanh Khưu tán thưởng gật đầu, với tâm cảnh này, đương nhiên là rất tốt. Nhị Nha đột nhiên lấy ra một cuộn giấy đưa cho Diệp Quân, cái này cho ngươi. Diệp Quân nhìn Nhị Nha nói, bản đồ tinh hệ trong vũ trụ nguyên thủy, mẹ ngươi đã tạo ra, để mua một cái, cần 28.000 linh tinh mai tổ. Mặc dù ta và Tiểu Bái là thổ phí, nhưng ta cảm thấy rằng mẹ ngươi còn thổ phỉ hơn chúng ta. Tiểu Bạch nhanh chóng vẫy vẫy chân nhỏ đồng ý. Diệp Quân. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, lại nói, bây giờ ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Chúng ta có thể mang theo ngươi. Diệp Quân quay đầu nhìn sang Tang Sạn đang ở một bên, sau một lúc im lặng mới nói, ta xử lý xong chuyện ở đây thì sẽ tới. Nhị Nha gật đầu, được, đợi sau khi ngươi đến vũ trụ nguyên thủy. Hãy nhớ đến Quan Huyền Vực. Còn nữa, sau khi đến vũ trụ nguyên thủy, nếu có ai làm phiền cậu, hãy báo tên tôi và Tiểu Bạch, đảm bảo không ai dám chạm vào ngươi. Diệp Quân cười nói, được. Nhị Nha đột nhiên ý thức được đứa cháu trai nhỏ này sống qua ngày không được tốt lắm nên nói, Bạch, tặng cho cháu trai một số trang bị để giúp nó tự vệ. Diệp Quân lập tức cảm động, lần đầu tiên hắn cảm thấy cam tâm tình nguyện làm cháu trai. Tiểu Bạch lục lọi, rất nhanh. Nó lấy ra một cây thương làm từ xương cốt. Khi cây thương này xuất hiện, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên tràn ngập toàn bộ hoang hải, trong chớp mắt, toàn bộ hoang hải trực tiếp bị xóa đi từng chút một. Mọi người! Ánh mắt Diệp Quân trực tiếp tỏa sáng, mẹ kiếp, hắn vừa nhìn đã cảm thấy cây thương này là dành cho mình. Cách đó không xa, Đông Hoang Chủ hơi nheo mắt lại, thần khí chí cao. Nhưng đúng vào lúc này,
Nhị Nha đột nhiên nhét cây thương trở lại túi nhỏ trước mặt Tiểu Bạch, cô đến gần Tiểu Bạch, áp trán vào trán Tiểu Bạch, nhỏ giọng nói, cái này không thích hợp với hắn, người đổi đi. Diệp Quân. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó cúi đầu lục lọi trong túi, rất nhanh, nó lại lấy ra một chiếc rìu bằng xương khác, ngay khi chiếc rìu bằng xương này xuất hiện, sắc mặt của tất cả mọi người đột nhiên thay đổi, bọn họ cảm thấy một bàn tay kẹp chặt thần hồn của bọn họ, muốn xóa bỏ bọn họ. Ở nơi xa, Đông Hoang chủ cau mày, khẽ vung tay áo, khí tức thần bí đáng sợ đột nhiên bị đánh bay đi. Nhưng trong mắt hắn lại hiện lên vẻ ngưng trọng, lại là một thần khí tối cao nữa. Cách đó không xa, vẻ mặt của Diệp Quân cũng thay đổi. Khí tức đó có một loại cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong chốc lát, khí tức đó liền biến mất vì Nhị Nha lại ấn chiếc rìu vào túi. Diệp Quân. Nhị Nha kéo Tiểu Bạch sang một bên, cô lẩm bẩm điều gì đó, không lâu sau, cô ôm Tiểu Bạch đi đến chỗ Diệp Quân, cô lấy ra một hạt màu xanh không to, giống như hạt dưa, màu xanh, có một chút năng lượng dao động truyền ra. Diệp Quân có chút nghi hoặc, đây là... Nhị Nha nói, đây là chúng ta cướp được, ồ không phải, là chúng ta không cẩn thận nhặt được. Nghe nói có thể trồng vào cơ thể, dù sao cũng không biết nó có tác dụng gì, người cứ cầm lấy mà sử dụng. Không biết có tác dụng gì, có thể trồng vào trong cơ thể. Diệp Quân trầm mặc một lát, nói, có thể đổi lấy chiếc rìu hoặc cây thương vừa rồi không? Nhị Nha vội vàng lắc đầu, không được, không được, người vừa mới đạt được nâng cao trong kiếp đạo, dùng vật lạ không thích hợp. Điều này không tốt cho kiếm đạo của ngươi. Diệp Quân. Nhị Nha đặt hạt giống vào tay Diệp Quân, chúng ta phải đi rồi. Diệp Quân vội vàng hỏi, có thể cho ta mượn ít tiền được không? Lần này, trước khi Nhị Nha kịp nói gì, Tiểu Bạch đã lắc đầu. Sau đó, nó bắt đầu vẫy những móng vuốt nhỏ bé của mình. Diệp Quân có chút nghi hoặc, nhìn Nhị Nha. Nhị Nha dịch, nó nói số tiền mà bố ngươi nợ nó đến giờ vẫn chưa trả. Diệp Quân. Diệp Quân thực sự rất đau, số tiền mà cha hắn nợ vẫn chưa được trả. Chẳng trách Tiểu Bạch vừa nghe đến vay tiền lại phản ứng lớn như vậy. Cha ơi! Danh tiếng của cha là cực kỳ xấu đấy. Cha bất nhân trước thì sau này đừng trách con bất nghĩa. Mặc dù vậy, Tiểu Bạch vẫn đưa cho hắn một chiếc nhẫn không gian, bên trong chiếc nhẫn không gian có một số tinh linh tổ, số lượng lên tới hàng vạn. Thực ra, đây cũng là một khoản tiền khổng lồ, nhưng đối với Tiểu Bạch mà nói, nó thậm chí còn không bằng một giọt nước trong xô. Sau khi nhìn An Nam Tịnh đưa Nhị Nha và Tiểu Bạch rời đi, Diệp Quân nhỏ giọng nói, vũ trụ nguyên thủy. Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh và đồ ở cách đó không xa, mỉm cười nói, Thanh Thanh cô, đồ cô. Diệp Thanh Thanh đi tới trước mặt hắn, bà nhìn Diệp Quân, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, đưa ta một nửa số tiền. Chết tiệt! Diệp Quân ngây ra một lát. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn, nhanh lên. Diệp Quân run giọng nói, Thanh Thanh cô, con, sống không dễ dàng gì đâu, cô. Đồ đột nhiên cười nói, Thanh Thanh, nó không dễ gì được sống hai ngày thoải mái, tỷ đừng làm khó nó. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, keo kiệt. Nói xong, không đợi Diệp Quân lên tiếng, bà ném một chiếc nhẫn không gian cho Diệp Quân, sau đó cầm kiếm đứng dậy, biến mất ở nơi tận cùng tinh hà. Nói đi là đi. Diệp Quân lắc đầu cười, Thanh Thanh cô vẫn thiếu kiên nhẫn như thế. Hắn nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay, trong lòng cảm thấy ấm áp. Trong đó cũng có 10 vạn tinh linh tổ. Đồ đi tới trước mặt Diệp Quân, bà nhìn Diệp Quân, sau đó nói, đợi con ở vũ trụ nguyên thủy. Diệp Quân hỏi, cô, bên đó là cao đoạn cục à? Đồ nhìn hắn, có lẽ là kết cục của tất cả mọi người. Diệp Quân chớp chớp mắt, vậy thì thật sự rất đáng mong chờ. Đồ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Diệp Quân, nghịch ngợm. Nói xong, bà quay người, cầm kiếm đứng dậy và biến mất ở cuối tinh hà. Sau khi nhìn đồ biến mất ở tận cùng tinh hà, Diệp Quân quay đầu nhìn Mộ Niệm Niên bên cạnh, cười nói, Niệm Niệm cô. Mộ Niệm Niệm nói, sự việc có chút không bình thường. Diệp Quân gật đầu, con biết. Mộ Niệm Niệm cười nói, thật là một tiểu tử thông minh. Cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi đến vũ trụ nguyên thủy, lần này mọi người sẽ cùng nhau gánh vác. Diệp Quân gật đầu, được. Mộ Niệm Niệm thấp giọng nói, thực lực hiện tại của Thanh Khư cô của con không thể áp chế được bản thể đại đạo bút chủ. Nói xong, bà xoay người, cầm kiếm đứng dậy và biến mất ở cuối tinh hà. Ở chỗ cũ, mắt Diệp Quân hơi nheo lại, trong nháy mắt, vô số điểm nghi hoặc vào lúc này dần dần trở nên rõ ràng.
Rất lâu sau, Diệp Quân không còn nghĩ tới những chuyện đó nữa, quay đầu nhìn Thanh Khưu ở một bên, không nói nữa. Thanh Khưu cười nói, Tang Nghi cô nương. Diệp Quân gật đầu. Thanh Khưu hơi trầm lặng, vốn muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi và khẩn cầu của Diệp Quân, bà cười nói, thử xem. Diệp Quân lập tức vui mừng, Thanh Khưu lại nói, con đừng vui mừng quá sớm. Diệp Quân có chút nghi hoặc. Thanh Khưu nói, sau này con sẽ hiểu. Vừa nói, bà vừa nắm lấy tay Diệp Quân, sau đó tiến lên một bước, chỉ một bước, thân thể của bà và Diệp Quân đã trở nên hư ảo. Cách đó không xa, Đông Hoang chủ nhìn thấy cảnh tượng này thì cau mày rõ rệt. Khi Thanh Khưu đưa Diệp Quân ngược dòng tuế nguyệt, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên lan ra giữa trời đất. Chỉ trong nháy mắt, một nhóm cường giả Đông Hoang phía sau Đông Hoang chủ đã bỏ xuống đất không chút kháng cự nào. Tất cả cường giả Đông Hoang đều kinh hãi. Đông Hoàng chủ ngẩng đầu nhìn sâu vào bầu trời, hai mắt hơi nheo lại, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng hiếm có. Cách đó không xa, Tang Soạn nhìn trời đất, trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Trong tuế nguyệt trường hà ngược dòng, Thanh Khưu dường như cảm nhận được điều gì đó, bà đột nhiên ngẩng đầu lên liếc nhìn, sau đó duỗi một ngón tay ra, chỉ là một ngón tay, sâu bên trong thời không đột nhiên xuất hiện từng đợt gợn sóng vô hình, khí tức vô hình đó đột nhiên bị chặn lại bên ngoài khoảng không. Diệp Quân cũng cảm nhận được khí tức đó, quay đầu nhìn Thanh Khưu bên cạnh, mỉm cười nói, không sao đâu. Vừa nói, bà vừa kéo hắn tiến lên một bước, chỉ là một bước, bọn họ đã đi đến thời điểm mà Tang Mi trấn áp đại đạo bút chủ. Một lần nữa nhìn thấy Tang Mi, Diệp Quân liền kích động, bất giác nắm chặt hai tay. Nhưng đúng vào lúc này, Tang Mi đột nhiên nhìn hắn, mỉm cười. Diệp Quân không ngờ Tang Mi lại có thể nhìn thấy tương lai, hắn cũng không nghĩ nhiều. Lập tức nói, Tang cô nương, đi theo ta. Tang Mi lắc đầu, cô bước xuống, cảnh tượng đột ngột dừng lại. Diệp Quân và Thanh Khưu quay trở lại hiện trường, gương mặt hắn bối rối, rất nhanh, hắn quay đầu nhìn Thanh Khưu. Thanh Khưu nói, không thể thay đổi được. Diệp Quân vội vàng nói, cô, trước đây con đã gặp một người tên là Đa Nguyên Đạo Đế. Lúc đó chúng con, Thanh Khưu lắc đầu, không giống nhau. Vừa nói, bà vừa nhìn lên trên đầu mình. Có cảm nhận được đạo khí tức vừa rồi không? Diệp Quân gật đầu, đó là. Thanh Khưu nhìn Diệp Quân, thiên đạo, cũng gọi là ý chí tối cao. Diệp Quân cau mày. Đối với hai chữ thiên đạo, hắn thực sự không có chút kính sợ gì, bởi vì từ khi kế thừa sự nghiệp của gia tộc, cái gọi là thiên đạo trong mắt hắn chỉ là một sinh linh mạnh mẽ, hơn nữa, đôi khi cũng không mạnh mẽ như vậy. Thanh Khưu dường như biết Diệp Quân đang suy nghĩ gì, cười nói. Cái ý chí tối cao này cũng không tầm thường, ngay cả đại đạo bút chủ cũng chỉ là nó người phát ngôn của nó mà thôi. Diệp Quân sửng sốt. Thanh Khưu ngẩng đầu nhìn không gian lúc này, khí tức bị ngăn cách trên không gian đã tiêu tan đi. Diệp Quân không biết nếu không có Thanh Khưu ở đây, hắn sẽ nguy hiểm đến mức nào. Thanh Khưu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Quân, ta biết con muốn cứu Tang Mi cô nương đó, nhưng con phải hiểu, Tang Mi cô nương đó đang làm gì. Cô ấy đang trấn áp đại đạo bút chủ, nhân quả bản thân của cô ấy là cực kỳ lớn, nếu muốn thay đổi số phận của cô ấy thì phải gánh chịu nhân quả của cô ấy. Con hiện giờ không thể chịu được nhân quả của cô ấy. Diệp Quân im lặng. Thanh Khưu nói tiếp, hơn nữa, không chỉ là nhân quả của cô ấy, còn có nhân quả của đại đạo bút chủ đã bị trấn áp, nếu con cứu Tang cô nương, còn phải gánh chịu nhân quả của đại đạo bút chủ. Không chỉ có hai người họ. Còn có nhân quả của ý chí tối cao mà chúng ta vừa nói đến. Tất nhiên, cô có thể chịu đựng được những nhân quả này, nhưng, tất cả mọi thứ sẽ quay lại điểm ban đầu. Diệp Quân nhìn Thanh Khưu, nghi hoặc, tất cả mọi thứ sẽ quay lại điểm ban đầu. Thanh Khưu gật đầu, nếu cô ra tay cứu Tang cô nương, vận mệnh của cô ấy tuy sẽ thay đổi, nhưng đạo của cô ấy, trật tự của cô ấy thì không ai có thể thay đổi thay cô ấy. Nói cách khác, vấn đề mà cô ấy gặp phải vẫn tồn tại. Không chỉ vậy, cô ấy cũng sẽ bị đánh bật trở lại hình dạng ban đầu, con vẫn là con lúc đầu, kiếm đạo của con sẽ quay trở về lúc trước khi đột phá. Diệp Quân sững sờ tại chỗ. Thanh Khưu biết hắn không hiểu lắm, tiếp tục giải thích, nếu đảo ngược nhân quả, sẽ có hai loại kết quả. Thứ nhất, nhân quả sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thứ hai, mọi thứ sẽ trở về điểm ban đầu. Hơn nữa, nhân quả đó vẫn tồn tại, đồng thời còn có rất nhiều nhân quả mới chưa biết. Ví dụ như đại đạo bút chủ không bị trấn áp, vậy thì con sẽ phải đối mặt với các thủ đoạn chưa biết tiếp theo của ông ta. Dù là loại nào thì cũng đều là thứ mà con không thể chịu đựng được vào lúc này.
Trước đây con đã tránh được rất nhiều nhân quả, đó là vì trên người con có thiên mệnh khí vận của cô váy trắng của con, vì vậy, các loại nhân quả không thể áp lên người con, cũng chính bởi vậy, con không thể cảm nhận được sự đáng sợ của rất nhiều nhân quả, nhưng bây giờ... Diệp Quân cười khổ, bây giờ hắn mới biết, cái mà tất cả nhân quả không áp được lên người mà thiên mệnh cô ban cho hắn khi trước đáng sợ như nào. Thanh Khưu lại nói, đương nhiên, chuyện này cũng không phải là không giải quyết được. Diệp Quân vội vàng nhìn Thanh Khưu nói, tự mình rút ra khỏi nhân quả. Diệp Quân gật đầu, Thanh Khưu cô, con hiểu rồi. Thanh Khưu mỉm cười nói, con rất thông minh, cũng rất có suy nghĩ của riêng mình, còn về trật tự của con, cô cũng không tiện nói gì nhiều, nhưng có một điểm cô phải nhắc nhở con, bất kỳ trật tự nào trên thế gian, dù ban đầu nó tốt đến đâu, nếu không có giới hạn, không có hạn chế, cuối cùng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Bệnh của Tang Mi cô nương bắt nguồn từ việc này. Cô ấy biết quy luật và bản chất, và cả kết cục của trật tự. Lần này, đại đạo bút chủ liên kết với Đông Hoang, có hai mục đích, một trong số đó thực ra là để cô ấy bước ra khỏi con đường đó. Diệp Quân nói, hy sinh chúng sinh. Thanh Khưu gật đầu, nếu cô ấy hy sinh chúng sinh, sức mạnh của cô ấy sẽ tiến một bước, nhưng... Diệp Quân nhẹ giọng nói, nhưng con và cô ấy chính là kẻ địch rồi. Thanh Khưu gật đầu, ý định ban đầu của cô ấy cũng giống như của con, cô ấy muốn thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nhưng sau khi một trật tự phát triển đến một trình độ nhất định, chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề. Đây là quy luật, là đạo trời, không phải ý chí của bất kỳ ai có thể thay đổi được, cũng giống như con người ở thế tục già đi, bệnh tật rồi chết, cho dù quyền thế và sự giàu của con có đạt đến mức độ nào, nhưng cuối cùng, con sẽ từ từ già đi, sẽ chết. Diệp Quân nói, con biết đại đạo bút chủ muốn Tang Mi hy sinh chúng sinh, tự tay phá hủy trật tự của chính mình. Chỉ cần Tang Mi làm như vậy, không chỉ có nghĩa là Tang Mi sẽ trở thành kẻ thù của con, mà còn có nghĩa là, con đường này là con đường không có lối thoát. Ông ta chính là muốn nói với con, Diệp Quân, ngươi nhìn xem, trật tự của ngươi cuối cùng cũng sẽ là kết cục này, ngươi không thể thay đổi mọi thứ, trật tự cuối cùng sẽ diệt vong, chính ngươi cũng sẽ lựa chọn kết thúc trật tự của mình vào ngày diệt vong đó. Thanh Khưu khẽ gật đầu, đúng vậy, Tang Mi cô nương cũng hiểu điều này, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn kiên trì ý định ban đầu của mình. Diệp Quân đột nhiên nhìn Thanh Khưu, nghiêm túc nói, Thanh Khưu cô, đứng ở góc độ người ngoài, cô có cảm thấy thế giới này cần có một trật tự không? Thanh Khưu cười nói, đương nhiên cần. Trả lời không một chút do dự. Diệp Quân nói, cô ủng hộ con sao? Thanh Khưu mím môi cười, nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Quân, cười nói, tiểu tử. Người đứng trước mặt con cũng đã từng thiết lập trật tự, bảo vệ chúng sinh đấy. Khi đó, cô váy trắng của con còn chưa tồn tại nữa. Đại bác của con và ông nội của con cũng chưa tồn tại. Hi hi. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, vừa rồi niệm cô nói, cô hiện tại không thể trấn áp đại đạo bút chủ. Thanh Khưu gõ gõ đầu Diệp Quân, tiểu tử, con lại muốn lừa cô. Diệp Quân cười tâu toét. Thanh Khưu nói. Cô hiện tại thật sự không trấn áp được, nhưng mà... Diệp Quân chờ đợi câu tiếp theo. Thanh Khưu cười nói, chỉ cần ta muốn, ta có thể giết hắn, giống như giết gà vậy. Nghe được những lời của Thanh Khưu, Diệp Quân cũng cười. Dù mong muốn thiết lập trật tự của hắn rất vững chắc nhưng hắn vẫn hy vọng nhận được sự ủng hộ và công nhận chân thành từ gia đình. Thanh Khưu đột nhiên nói, ta phải đi rồi. Diệp Quân có chút không nỡ nhìn Thanh Khưu, mấy người cô, hắn đều rất thích. Nhưng Thanh Khưu cô trước mặt hắn chắc chắn là người dịu dàng nhất. Nhìn thấy trong mắt Diệp Quân có chút không nỡ, Thanh Khưu cười nói, con bây giờ đã lớn rồi, cô cũng khó giúp gì được cho con nữa. Diệp Quân do dự một chút, sau đó nói, Thanh Khưu cô, nếu cô đã đồng ý với con, cô có thể tín ngưỡng trật tự của con không? Tiểu tháp, Thanh Khưu đột nhiên cười lớn, bà giơ một ngón tay gõ gõ trán Diệp Quân, cười nói, tiểu tử con cũng láu cá y như cha con vậy. Diệp Quân cười tâu toét, sau đó nghiêm túc nhìn Thanh Khưu, hắn không phải đang đùa. Thanh Khưu cô khác với cô váy trắng, hắn dám nói điều này với Thanh Khưu cô, nhưng tuyệt đối không bao giờ dám nói với cô váy trắng. Bởi vì trong lòng hắn có suy nghĩ. Tiếng cười của Thanh Khưu dần dần biến mất, cũng không phải là không thể. Diệp Quân lập tức mừng rỡ, nhưng rất nhanh hắn đã ý thức được điều gì đó, lập tức nói, còn có nhưng. Phải không? Thanh Khưu mím môi cười nói, thông minh, muốn cô tín ngưỡng trật tự của con thì không có vấn đề gì, nhưng điều kiện là trật tự của con phải được cô thật sự thừa nhận.
Sự thừa nhận này là sự thừa nhận từ trái tim chứ không phải là loại thừa nhận mà trưởng bối dựa trên tình thân dành cho vãn bối, con hiểu không? Diệp Quân cười khổ, muốn có được sự thừa nhận xuất phát từ trái tim của cô trước mắt chắc chắn sẽ rất khó khăn, đương nhiên đối với hắn mà nói, cũng là một việc tốt, khi một ngày nào đó hắn có thể nhận được sự thừa nhận thực sự của Thanh Khư cô, có được lời chúc phúc của Thanh Khư cô. Nghĩ thôi cũng rất kích thích rồi. Thanh Khư cười nói, cố lên nhé, cô đi đây. Nói xong, bà liếc nhìn mặt dây chuyền ngọc mà Tang Mi tặng treo trên ngực Diệp Quân, nhưng lại chần chừ không nói. Diệp Quân thấp giọng nói, cô, sao vậy? Thanh Khưu không nói gì, bà xoa đầu Diệp Quân, nhẹ giọng nói, có một số chuyện con vẫn phải tự mình trải qua, cô cũng không thể nói nhiều, con cố lên. Nói xong, bà liếc nhìn Đông Hoang Chủ ở phía xa, sau đó thân hình liền trở nên hư ảo. Người đã đi rồi. Diệp Quân trầm mặc một lát, hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía Đông Hoang Chủ cách đó không xa, sau khi nhìn hắn một lát, Đông Hoang Chủ quay người rời đi. Phía sau ông ta, một đám cường giả Đông Hoang cũng lần lượt rời đi theo. Diệp Quân không ra tay bởi vì với thực lực hiện tại của hắn, hắn không thể giết chết Đông Hoang Chủ, nhất là trong hoàn cảnh đối phương không muốn chiến đấu. Diệp Quân quay đầu nhìn Tang Sạn nói, đi theo ta. Nói xong cô quay người rời đi. Diệp Quân im lặng đi theo. Rất nhanh, Tang Sạn đã đưa Diệp Quân đến chỗ sâu nhất của Hoang Hải. Lúc này, Hoang Hải đã bị trận chiến trước đánh tan thành từng mảnh, nhưng ở nơi sâu nhất của Hoang Hải vẫn còn một hòn đảo đặc biệt. Tang Sạn đưa Diệp Quân và 26 huyết vệ đã được giải phong ấn trước đó lên hòn đảo, 26 huyết vệ này vẫn tràn ngập sát ý và sự thù địch áp đảo, tuy cảnh giới của họ vẫn là thần minh cảnh, nhưng thực lực của họ thực sự vượt xa thần minh cảnh. Tang Sạn dẫn Diệp Quân hướng về phía một căn dinh thự ở xa, Diệp Quân im lặng đi theo. Khi hắn và Tang Sạn tiến vào dinh thự, 26 huyết vệ không theo họ vào mà đứng canh gác bên ngoài dinh thự. Sau khi Diệp Quân tiến vào dinh thự, toàn bộ dinh thự đều vắng tanh, hắn liếc nhìn tứ phía và thấy đủ loại phù văn kỳ lạ rải rác xung quanh. Rất nhanh, Diệp Quân và Tang Sạn đến một đại điện trống rỗng, Tang Sạn đi đến một ngai vàng ở phía xa, bên trên có một cuốn sách cổ rất dày. Tang Sạn nhặt cuốn sách cổ lên, sau đó quay đầu nhìn Diệp Quân, cô ta xòe tay ra. Cuốn sách cổ chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân có chút nghi hoặc, đây là... Tang Sạn nói, thần minh pháp. Một trong những thần khí của thần minh. Tang Sạn nhìn Diệp Quân, mỗi một thần pháp trong đó đều hàm chứa pháp tắc thần minh cao siêu. Pháp tắc thần minh này chính là pháp tắc do Tang Mi sáng tạo ra. Đây cũng là nền tảng trật tự thần minh của cô ấy, người có thể nuốt chửng nó. Diệp Quân đột nhiên kinh hãi, nuốt chửng. Tang Sạn gật đầu. Người cũng là người sáng lập trật tự, có pháp của riêng mình, người có thể dùng pháp của mình để nuốt chửng trật tự pháp của cô ấy. Vừa nói, cô ta vừa nhìn về phía Diệp Quân, chắc là người cũng từng thiết lập pháp của mình, và để người phía dưới tu luyện, đúng không? Diệp Quân gật đầu, ừm. Quan Huyên pháp mà hắn sáng lập đã lan rộng khắp toàn bộ vũ trụ Quan Huyên. Càng nhiều người tu luyện Quan Huyên pháp, thực lực của hắn sẽ càng mạnh mẽ. Người tu luyện Quan Huyên pháp càng mạnh, hắn cũng sẽ càng mạnh. Tất nhiên, Quan Huyên pháp của hắn mới ở giai đoạn đầu thiết lập, thời gian không dài, vì vậy, tác dụng hiện tại vẫn chưa đặc biệt rõ ràng. Tang Sạn nói, ngươi có thể trực tiếp nuốt chửng thần minh pháp này, dung hợp nó vào trong pháp của mình. Bằng cách này, ngươi có thể khiến pháp của mình trở nên mạnh hơn. Hai người có lý tưởng gần giống nhau, trật tự tương đồng, cộng với ngươi lại là người mà cô ấy chọn, vì vậy thần minh pháp sẽ không loại trừ ngươi, cho dù có một số luật pháp không tương thích với nhau cũng không sao. Sau này từ từ cải thiện là được. Diệp Quân trầm giọng nói, nếu ta dung hợp thần minh pháp của cô ấy, vậy thì trật tự thần minh của cô ấy. Tang Sạn nhìn Diệp Quân, ngươi còn chưa hiểu sao, cô ấy đã tặng toàn bộ văn minh thần minh cho ngươi rồi. Diệp Quân trầm mặc không nói gì, đây chính là món quà Tang Mi nhắc đến lúc trước. Tang Sạn lại nói, hoặc là, ngươi có thể hiểu như thế này, cô ấy đã chọn một người kế thừa mới cho văn minh thần minh, và người kế thừa này chính là ngươi. Cô ấy hy vọng rằng văn minh vũ trụ này sẽ trở nên tốt đẹp hơn và cô ấy cho rằng ngươi có thể làm được. Còn về văn minh, chỉ cần cuối cùng ngươi có thể làm cho nền văn minh vũ trụ này trở nên tốt đẹp hơn, thì gọi là văn minh Quan Huyên hay văn minh thần minh thì cũng có quan hệ gì chứ? Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Tang Sạn nói, nuốt chửng thần minh pháp, có thể khiến cho trật tự pháp của ngươi càng hoàn thiện hơn, cũng sẽ khiến thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn. Đương nhiên,
ngươi phải hiểu rằng, thần minh pháp dù sao cũng là do cô ấy thiết lập, có lý tưởng của cô ấy, có đạo của cô ấy, ngươi không thể hoàn toàn trở thành cô ấy. Nói một cách đơn giản, ngươi có thể dung hợp với cô ấy, bất kể là thần minh pháp hay đạo, bằng cách này, thực lực của ngươi có thể tăng lên rất nhiều. Diệp Quân nói, ta hiểu rồi. Tang Sạn gật đầu và không nói gì thêm nữa. Diệp Quân đột nhiên nói, có phải ta cũng có thể nuốt chửng trật tự khác đúng không? Tang Sạn nhìn hắn nói, có thể, nhưng điều kiện là người khác phải để ngươi nuốt. Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Tang Sạn nói, vào trong tháp của ngươi đi. Diệp Quân có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, hắn dẫn Tang Sạn vào trong tiểu tháp, sau khi vào tiểu tháp, Tang Sạn liền đưa hắn xuất hiện trước mặt một đám cường giả thần châu. Tu nữ cầm đao cong và mục tu nữ lập tức đi tới, còn có Cổ Hạo và Hề Trọng. Các thần phụ khác và các cường giả nhìn Tang Sạn với vẻ sợ hãi. Bọn họ vẫn sợ Tang Sạn. Tang Sạn đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân, ngươi định xử lý bọn họ như thế nào? Diệp Quân khẽ cau mày, sau khi trầm ngâm một lát, hắn nói, Tang Nghi không giết bọn họ, vậy có nghĩa là, cô ấy muốn. Nhưng vào lúc này, Tang Nghi đó đột nhiên duỗi tay phải ra lắc mạnh. Quỳnh! Trong khoảnh khắc, sắc mặt của thần phụ và những cường giả thần châu khác ở phía xa đột nhiên thay đổi, đôi mắt từng người họ mở to, cổ họng bị một thế lực bí ẩn khóa chặt, khiến họ không thể thở được. Tất cả những cường giả thần châu đều kinh hãi. Diệp Quân cũng sửng sốt quay lại nhìn Tang Sạn, Tang Sạn nhìn chằm chằm hắn và không nói gì, nhưng cô ta từ từ dùng lực ở tay phải, ở phía xa, cơ thể và linh hồn của tất cả những cường giả thần châu dần dần trở nên hư ảo, bị xóa bỏ từng chút một. Nhìn thấy cảnh tượng này, tu nữ cầm đao cong và mục tu nữ đều có chút kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Tang Sạn sẽ làm như vậy. Cổ Hạo và Hề Trọng nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc. Tất cả các cường giả thần châu đều cầu xin tha mạng, nhưng Tang Sạn vẫn không chút biểu cảm và không hề lay động. Tất cả các cường giả thần châu đều bị giết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cổ Hạo và Hề Trọng cảm thấy chân mình hơi mềm đi, tuy bọn họ là thần minh cảnh, nhưng bọn họ biết rất rõ, trước mặt vị thần bảo hộ này, bọn họ không khác gì con kiến. Tang Sạn thu tay lại, bây giờ ngươi có biết tại sao ta và cô ấy lại nảy sinh mâu thuẫn không? Diệp Quân gật đầu, đoán được một chút. Tang Sạn nhìn Diệp Quân, những người này đều thối nát đến tận xương tủy, bọn chúng không thể thay đổi được, cho dù có thay đổi, cũng là bởi vì hiện tại bọn hắn sợ hãi thực lực của ngươi, chứ không phải là tự bản thân mình thật tâm muốn thay đổi, giữ lại bọn chúng, tuy ngươi sẽ có một số trợ thủ có thực lực không tồi, nhưng lâu dài về sau, nguy hại mà bọn chúng mang lại sẽ càng lớn hơn. Diệp Quân gật đầu, Tang Sạn cau mày lại. Bởi vì vốn dĩ cô ta cho rằng Diệp Quân sẽ ngăn cản hoặc khuyên cô ta, dù sao nhiều cường giả thần minh cảnh như vậy, giữ lại nhất định sẽ là một trợ lực rất lớn, nhưng cô ta không ngờ rằng Diệp Quân không hề ngăn cản, cũng không hề khuyên. Không biết nghĩ đến cái gì, cô ta nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Quân, người biết ta muốn giết bọn chúng. Diệp Quân gật đầu, Mọi người. Tang Sạn nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, Tang Sạn cô nương. Ta thấy cô nói đúng, những người này mục nát đến tận xương tủy, bọn chúng thật sự không muốn ăn năn, hiện tại là vì thực lực của cô và tôi trấn áp, bọn chúng sẽ biểu hiện rất ôn thuận, nhưng nếu một ngày nào đó cô và ta không còn nữa, những người này sẽ ăn mòn toàn bộ nền văn minh như bướm đêm, bọn chúng sẽ còn độc ác hơn kẻ thù của ta. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ rằng người làm quan mắc sai lầm, càng nên trừng trị thật nặng chứ không phải là nương tay để cho bọn chúng thể diện. Nếu làm quan phạm lỗi rồi thừa nhận thì sẽ không bị trừng phạt, vậy thì quá bất công đối với người dân bình thường bên dưới. Cho nên, tôi cũng nghĩ bọn chúng đáng chết. Tang Sạn hỏi, vậy tại sao ngươi không tự mình giết? Diệp Quân nói, thật ra, chúng ta có một lựa chọn tốt hơn. Ồ, Tang Sạn bắt đầu thấy hứng thú, lựa chọn tốt hơn gì? Diệp Quân nói, ví dụ, kiếm của tôi có công năng nuốt chửng linh hồn. Nếu để kiếm của tôi nuốt chửng linh hồn của bọn chúng. Cổ Hạo và Hề Trọng kinh ngạc nhìn Diệp Quân. Mục tu nữ và tu nữ cầm đao cong cũng kinh ngạc nhìn Diệp Quân. Những người bị Tang Sạn giết ít nhất không thực sự bị xóa sổ, nói cách khác, bọn họ thực ra còn có kiếp sau, nhưng nếu bị kiếm của hắn nuốt chửng, vậy thì sẽ thực sự sẽ bị tiêu diệt rồi. Tang Sạn nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi không cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn sao? Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, thật ra ta còn có cách tàn nhẫn hơn nữa. Mọi người còn có cách tàn nhẫn hơn. Nghe thấy những lời này của Diệp Quân, cả Hề Trọng và Cổ Hạo đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Diệp công tử nhìn có vẻ hiền lành và tao nhã này lại không phải là người tốt. Đương nhiên, điều này cũng có thể hiểu được, dọc đường đi cùng Diệp quân rất thoải mái với bọn họ, nhưng nghĩ lại, làm sao một người có huyết mạch đáng sợ như vậy, lại thiết lập trật tự, làm sao có thể nhân từ chứ? Tang Sạn nhìn Diệp quân một lát, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, lúc này cô ta mới thật sự thừa nhận Diệp quân. Điều khiến cô ta lo lắng nhất chính là Diệp quân còn có lòng tốt của nữ nhân. Một người có lòng tốt của nữ nhân cho dù có thể thiết lập một trật tự thì cuối cùng trật tự này cũng sẽ mục nát, bởi vì cho dù hắn có thể kiềm chế bản thân, nhưng nếu không thể kiềm chế được những người xung quanh hắn, như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Người xấu thì nên bị loại bỏ không chút thương xót. Diệp quân đột nhiên nói, Tang Sạn cô nương, có thể nói cho ta biết về nhất đạo cảnh giới này không? Mục tu nữ và những người khác cũng nhìn Tang Sạn, họ cũng tò mò về cảnh giới hiện tại của Diệp quân. Tang Sạn nói, thần minh cảnh, đây là cảnh giới trong nội bộ văn minh thần minh, cũng chính là một cảnh giới do Tang Mi thiết lập ra năm đó, còn phía trên thần minh là phá thần. Cảnh giới này có nghĩa là phá vỡ thần minh trong tâm, trở về chính mình, bản thân chính là thần của chính mình. Tất nhiên, trên thế giới có rất nhiều phá thần giả, bởi vì phá thần thực sự là sau khi đột phá còn phải thiết lập thần trong tâm, đương nhiên, thần được thiết lập này là chính bản thân mình chứ không phải người khác. Vừa nói, cô ta dừng một chút rồi lại nói, toàn bộ nền văn minh thần minh, chỉ có hai người có thể thực sự phá thần. Một người là ngươi, còn một người khác là Lăng trước đây. Phá thần. Diệp quân im lặng, hắn nghĩ tới cha mình năm đó đã phá thần. Tất nhiên, cha hắn phá thần hiển nhiên khác với những người khác, bởi vì thần trong tâm cha hắn chính là các cô và cha hắn. Độ khó này ngay từ đầu chính là độ khó cấp địa ngục. 3 giây mặc niệm dành cho cha. Cha thật thảm quá. He 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 he. Dường như nghĩ tới điều gì, trong lòng Diệp quân nhanh chóng ngừng cười. Thực lực hiện tại của cha hắn không phải là bình thường, không thể tìm đường chết, hắn lại hỏi, vậy. Chuyện gần đến phá vòng mà Đông Hoang chủ nói trước đây. 11. Tang Sạn nói, trên phá thần chính là tạo thần, mà vị thần này không phải là người khác mà là chính mình. Bản thân chính là thần của bản thân, trên tạo thần chính là phá vòng. Ngươi hiện tại đã vượt qua cảnh giới tạo thần rồi, vô cùng gần với phá vòng. Mà phá vòng chính là ám chỉ xiềng xích của nền văn minh bị chia cắt bởi ý chí tối cao. Diệp quân có chút nghi hoặc, xiềng xích của nền văn minh bị chia cắt bởi ý chí tối cao. Tang Sạn gật đầu nói, mỗi nền văn minh đều có xiềng xích của riêng mình, đó là hạn chế của thiên đạo dành cho vũ trụ, mà xiềng xích của nền văn minh này không chỉ là xiềng xích của nền văn minh toàn vũ trụ, mà còn là xiềng xích của mỗi người dưới nền văn minh này. Phá vỡ xiềng xích này chính là phá vòng. Diệp quân trầm giọng nói, các nền văn minh có to có nhỏ, vậy thì những người phá vòng này có phải sẽ có khác biệt không? Tang Sạn nói một cách nghiêm túc, cũng chỉ có nền văn minh cấp thần linh thì mới có khái niệm phá vòng. Nói cách khác văn minh thần minh, nền văn minh cấp thần linh trở xuống, không có khái niệm phá vòng, chỉ có khái niệm thăng cấp văn minh. Diệp quân gật đầu, ta hiểu rồi, ta hiện tại còn không được tính là người phá vòng. Tang Sạn lắc đầu, không tính, nhưng người vô cùng gần với phá vòng. Bởi vì kiếm đạo vô địch của ngươi đã vượt qua thể xác và linh hồn, đã đạt tới vĩnh hằng bất diệt cảnh, tức là ý thức không bị diệt thì ngươi sẽ tồn tại vĩnh hằng. Tuy nhiên, ngươi vẫn chưa đạt đến vượt qua vĩnh hằng, chỉ duy nhất bằng cách vượt qua vĩnh hằng, cảm nhận được ý chí tối cao thực sự và biết được thiên mệnh mới là thực sự phá vòng. Vượt qua vĩnh hằng, biết thiên mệnh. Diệp quân nhẹ nhàng nói, cái biết thiên mệnh này chính là chỉ ý chí tối cao đó sao? Tang Sạn gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Mọi quy tắc, mọi đạo pháp, ngọn nguồn của vạn vật, cũng là kết thúc của vạn vật, có sự sống vĩnh hằng. Nói đến đây, vẻ mặt của cô ta dần dần trở nên ngưng trọng. Diệp quân nhẹ giọng nói, hiểu rồi. Tang Sạn nhìn về phía Diệp quân nói, ngươi nuốt thần pháp đi, thần pháp này tuy không thể khiến ngươi nhanh chóng phá vòng, nhưng lại có thể ổn định và củng cố trật tự pháp của ngươi, khiến cho trật tự đạo của ngươi có thể được tăng lên rất nhiều. Nếu ngươi có thể nâng trật tự đạo lên vĩnh hằng bất diệt cảnh, khi đó ngươi sẽ còn đáng sợ hơn, bởi vì chỉ cần trên thế gian có người tuân theo trật tự của ngươi, ngươi cũng có thể tái sinh trên thế gian ngay cả khi cơ thể và linh hồn người biến mất. Diệp quân hơi nheo mắt lại, vậy Tang Mi. Tang Sạn lắc đầu, cô ấy hy sinh thân mình để thành toàn chúng sinh. Diệp quân trầm lặng, nắm chặt tay. Tang Sạn hiển nhiên cũng không muốn nhắc đến Tang Mi, cô ta nói, ngươi nuốt thần pháp đi. Vừa nói, cô ta vừa nhìn về phía mục tu nữ và những người khác. Các người theo ta. Diệp quân nói, Tang Sạn cô nương,
cô là muốn đi. Tang Sạn nói, ta dẫn bọn họ đến vũ trụ nguyên thủy. Diệp Quân vội vàng nói, giúp ta mang theo hai người đi. Lúc này, Cổ Bàn và Tông Tín đã xuất hiện tại hiện trường. Cổ Bàn muốn nói nhưng lại dừng lại. Diệp Quân cười nói, các người đi cùng Tang Sạn cô nương đi. Một thời gian nữa ta sẽ tới tìm các người. Cổ Bàn gật đầu, được. Tang Sạn biến mất khỏi hiện trường cùng với Mục Tu Nữ, Cổ và những người khác. Sau khi nhìn bọn họ rời đi, Diệp Quân quay lại tiểu tháp, hắn lấy thần pháp mà Tang Sạn đưa cho hắn ra, thần pháp trực tiếp hóa thành một đạo thần quang, chìm vào giữa lông mày hắn. Quỳnh! Trong khoảnh khắc, từng đạo sức mạnh thần pháp đáng sợ tiếp tục tuôn ra từ cơ thể hắn, ngay sau đó, từ cơ thể hắn toát ra từng đạo thần pháp được hình thành từ vô số văn tự. Giờ phút này hắn cảm giác rõ ràng từng dòng thần pháp, không những thế, hắn còn có thể nắm giữ từng dòng thần pháp, mà trong số thần pháp này, còn có đạo, pháp và quy tắc do Tang Mi để lại, mỗi dòng luật pháp đều chứa đựng sức mạnh hủy diệt trời đất. Rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong những luật pháp đó, vẻ mặt Diệp Quân ngưng trọng, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng, thần minh pháp này thực ra không hề yếu hơn ấn thần minh chủ chút nào, không đúng, là vượt rất xa ấn thần minh chủ, điều này vượt xa dự liệu của hắn. Cần phải biết, hắn hiện giờ đã rất gần với phá vòng, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được những thần pháp đó rất nguy hiểm. Có lẽ hắn có thể dựa vào pháp này để phá vòng. Trong lòng Diệp Quân có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn rất nhanh liền nhận ra, nếu muốn thực sự phát huy được sức mạnh thần pháp trong thần minh pháp này, thì bắt buộc bản thân không được phép vi phạm thần minh pháp, chỉ cần vi phạm, sẽ không thể phát huy được sức mạnh thực sự của thần minh pháp này. Đây là giới hạn do Tang Mi đặt ra. Chỉ những người có tấm lòng nhân ái và tuân thủ nghiêm ngặt pháp mới có thể thực sự phát huy được sức mạnh của thần minh pháp này. Diệp Quân không nuốt chửng nó, bởi vì hắn cảm thấy, thần minh pháp này có thể giữ lại, thế gian này, không thể chỉ có quan huyên pháp, chỉ cần là pháp tốt, đều nên được giữ lại, điều hắn phải làm là dung hợp thần minh pháp và quan huyên pháp của mình. Hắn bắt đầu nắm vững những luật pháp thần minh này, thần minh pháp rất phối hợp với hắn. Tất nhiên, hắn không chỉ đơn giản nắm vững thần minh pháp, hắn cũng đang nghiên cứu đạo, pháp và quy tắc của Tang Mi. Đương nhiên, hắn vẫn nhớ rõ ý định ban đầu là đến văn minh thần minh. Học hỏi. Học hỏi những thứ ưu tú của các nền văn minh khác, mà pháp của một nền văn minh là một trong những điều cốt lõi, nên đương nhiên hắn phải học hỏi và nghiên cứu nó một cách cẩn thận. Bên ngoài, Tang Sạn dẫn Mục Tu Nữ và những người khác đến trước một trận pháp dịch chuyển. Cô ta trực tiếp dẫn một vài người vào trong trận pháp dịch chuyển, trận pháp dịch chuyển được khởi động, mọi người liền xuất hiện trong đường dịch chuyển. Mục nhìn Tang Sạn, Sạn tỷ, chúng ta đi đâu vậy? Tang Sạn nói, chiến trường vũ trụ. Mục Tu Nữ và những người khác có chút nghi hoặc. Tang Sạn giải thích, các thế lực lớn trong vũ trụ nguyên thủy đã mở ra một siêu chiến trường. Ở đó có những cường giả hàng đầu từ vô số mặt vũ trụ, ít nhất đều là từ các nền văn minh cấp thần linh. Bọn họ sẽ trau dồi bản thân ở đây và cạnh tranh với những cường giả hàng đầu của văn minh vũ trụ. Mục Tu Nữ đã hiểu rồi. Điều này là muốn giúp họ nâng cao bản thân. Hề Trọng và Cổ Hạo vô cùng phấn khích, bây giờ họ đã đạt tới thần minh cảnh. Nằm trong số những cường giả hàng đầu trong nền văn minh thần minh, nhưng đặt trong toàn bộ vũ trụ, họ biết rất rõ rằng họ thực ra chẳng là gì cả, và họ cũng biết rất rõ, tu luyện đến thần minh cảnh đối với họ mà nói đã là đến cuối cùng rồi. Họ chưa bao giờ dám có bất kỳ hy vọng xa xôi nào khác. Nhưng giờ đây, với sự giúp đỡ của Tang Sạn, thần minh cảnh sẽ không còn là giới hạn trên của họ nữa. Con người đạt đến một trình độ nhất định, có ai đó giúp ngươi hay không, sự khác biệt đó là rất lớn. Nếu có ai đó giúp đỡ, người sẽ phát hiện ra rằng, vốn dĩ một số khoảng trống không thể vượt qua trước đây thì ra lại có thể dễ dàng vượt qua. Nếu không có ai giúp đỡ, dù người có cố gắng cả đời cũng vô ích. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là bọn họ vẫn là người của Diệp Quân, mà trong thâm tâm họ biết rất rõ rằng chỉ cần hai người họ không phạm sai lầm thì họ sẽ có mối quan hệ này suốt cuộc đời. Lúc này Tang Sạn nhìn về phía Mục Tu Nữ và những người khác, thực lực hiện tại của các người quá yếu. Căn bản không giúp được gì cho hắn. Hãy tự mình rèn luyện đi, cũng gặp những cao thủ hàng đầu thực sự ở bên ngoài đi. Mục Tu Nữ gật đầu, được. Vừa nói, cô ta vừa chậm rãi nắm chặt tay, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tang Sạn nhìn Mục Tu Nữ, như thể biết cô ta đang nghĩ gì, muốn giết đại đạo bút chủ nhân sao? Mục Tu Nữ nói, đúng vậy. Tu Nữ cầm đao cong cũng vẫy lưỡi hái, ánh mắt lạnh lùng.
Tang Sản khẽ gật đầu, dám nghĩ là một chuyện tốt, chỉ sợ không dám nghĩ. Vừa nói, cô ta vừa quay đầu nhìn về phía cuối đường hầm thời không, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Ước chừng 3 ngày sau, Tang Sản dẫn mấy người xuyên qua một luồng ánh sáng trắng, đi tới một tinh vực rộng lớn, vừa bước vào tinh vực này, một thanh niên áo đen xuất hiện trước mặt họ, thanh niên áo đen nhìn họ, cũng không nói chuyện. Tang Sản mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay đến trước mặt thanh niên áo đen mở lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn không gian rơi vào tay anh ta liếc nhìn, khẽ gật đầu, sau đó bước sang một bên. Tang Sản nói, đi thôi. Vừa nói, cô ta dẫn vài người đi tới, nhưng đúng vào lúc này, thời không đột nhiên nứt ra ở phía xa, tiếp đó, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Người đàn ông trung niên bước đến trước mặt đám người Tang Sản, khẽ cúi chào, Tang Sản cô nương, Mục cô nương, Liên cô nương. Cổ Hạo tiên sinh, Hồ Trọng tiên sinh, tại hạ là quản sự của Tiên Bảo Các, Uyên Thủ, đã đợi ở đây rất lâu rồi. Tiên Bảo Các, nghe được lời nói của người đàn ông trung niên, sắc mặt của thanh niên áo đen ở một bên đột nhiên thay đổi. Tang Sản nhìn Uyên Thủ, ông đang đợi chúng ta. Uyên Thủ gật đầu, phụng mệnh của các chủ, ở đây đợi các vị. Tang Sản nói, các chủ. Uyên Thủ giải thích, Diệp Quân công tử là thiếu các chủ của chúng tôi. Nghe vậy, Tang Sản và những người khác lập tức hiểu ra. Tang Sản nói, chúng ta muốn đến chiến trường vũ trụ. Nghe vậy, Tang Sản và những người khác lập tức hiểu ra. Tang Sản nói, chúng ta muốn đến chiến trường vũ trụ. Uyên Thủ nói, mọi việc đã sắp xếp xong. Tang Sản gật đầu, tốt. Uyên Thủ cung kính nói, mời. Vừa nói ông ta vừa làm động tác mời. Mấy người đang định rời đi, nhưng đúng lúc này, thanh niên áo đen đột nhiên bước tới, anh ta kính cẩn trả lại chiếc nhẫn mà Tang Sản đã đưa anh ta trước đó, cười nói, không biết các vị là người của Tiên Bảo Các, thất lễ rồi, thất lễ rồi. Tang Sản nhìn thanh niên áo đen nói, không cần như vậy. Thanh niên áo đen vội vàng cúi xuống, trong sự cung kính mang theo chút cầu xin, xin cô nương hãy nhận lại chiếc nhẫn này. Tuyệt đối, tuyệt đối. Nhìn thấy thanh niên áo đen cung kính như vậy, người dẫn đầu là Tang Sản có chút kinh ngạc, thực lực của thanh niên áo đen này tuy không mạnh lắm nhưng cô ta biết rằng thanh niên áo đen này đến từ một thế lực siêu cấp trong vũ trụ, Thác Cổ tộc. Nhưng cô ta không ngờ rằng chàng trai trẻ này khi nghe đến Tiên Bảo Các lại kính sợ như vậy. Tiên Bảo Các, cô ta đã lâu không đến vũ trụ nguyên thủy nên không biết gì về thế lực này, đồng thời, trong lòng cô cũng có chút nghi ngờ, từ khi nào một thế lực siêu cấp như vậy lại xuất hiện trong vũ trụ nguyên thủy. Đương nhiên, khi nghĩ đến những người đã chi viện cho Diệp Quân trước đây thì cũng rất dễ hiểu. Những người đi chi viện cho Diệp Quân đó, lấy bất kỳ ai đặt vào vũ trụ nguyên thủy cũng chắc chắn sẽ là những tay lớn siêu cấp. Tang Sản thu hồi suy nghĩ, nhìn thanh niên áo đen cung kính nhã nhặn trước mặt, cô ta không từ chối, cô ta liếc nhìn Uyên Thủ, vẻ mặt Uyên Thủ bình tĩnh, cũng không ngăn cản thanh niên áo đen thể hiện ý tốt. Tang Sản cất chiếc nhẫn không gian đi, vài người liền biến mất ở phía xa. Ở chỗ cũ, nhìn thấy Tang Sản nhận lấy chiếc nhẫn không gian, thanh niên áo đen thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nơi này hiện tại là địa bàn của Thác Cổ tộc, bất cứ ai bước vào nơi này đều phải nộp 10.000 tổ linh, đương nhiên, vẫn là chia người. Tiên Bảo Các hiện tại đang ở thời kỳ đỉnh cao, mặc dù Thác Cổ tộc không sợ Tiên Bảo Các lắm, nhưng họ chắc chắn có thể mở rộng kế hoạch của mình, và có thể một ngày nào đó họ sẽ có mối quan hệ tốt đẹp vì điều đó. Đột nhiên anh ta nghĩ đến một việc, thiếu các chủ Diệp Quân. Anh ta có chút nghi hoặc, anh ta chưa bao giờ nghe nói Tiên Bảo Các có thiếu các chủ gì đó. Lẽ nào, thiếu các chủ đang ở bên ngoài, vẫn chưa từng tới đây. Nghĩ đến đây, đôi mắt nghi ngờ của thanh niên áo đen đột nhiên sáng lên. Anh ta khá hưng phấn, mẹ kiếp, đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Diệp Quân, Diệp Quân, Diệp Quân, thanh niên áo đen không ngừng lẩm nhẩm cái tên này trong đầu. Mặc dù Thác Cổ Nguyên anh ta cũng có họ Thác Cổ, nhưng anh ta không phải từ gia tộc chính mà đến từ một nhánh xa của Thác Cổ tộc, hơn nữa đó là một nhánh được chia thành không biết bao nhiêu thế hệ. Tổ tiên của anh ta và gia tộc chính của Thác Cổ tộc vẫn còn một số mối quan hệ huyết thống, nhưng đến thế hệ của anh ta, thực ra cũng không có nhiều mối quan hệ với người đứng đầu Thác Cổ tộc. Đối với một người như anh ta, trừ khi có khói bay ra từ mộ tổ tiên, nếu không, anh ta sẽ khó có thể vượt lên, bởi vì anh ta hoàn toàn không thể có được tài nguyên cốt lõi của Thác Cổ tộc. Còn về thiên phú, Thác Cổ tộc không thiếu những thiên tài thiên phú yêu nghiệt. Vì vậy, muốn thay đổi vận mệnh, ngoài việc chăm chỉ tu luyện,
còn phải tạo dựng những mối quan hệ tốt. Đúng lúc này, thời không ở nơi xa đột nhiên rung chuyển, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh ta, tiếp đó, một thanh niên dẫn theo một ông già đi ra từ phía xa. Chàng trai mặc một chiếc áo choàng gấm, thắt một dải duy băng màu tím, trên tay cầm một chiếc quạt xếp, dáng vẻ tao nhã, phong cách khác hẳn. Ông lão phía sau anh ta mặc áo bào, ánh mắt sâu thẳm, kiên định và dày dặn kinh nghiệm. Thác Cổ Nguyên nhìn hai người đang đi đến, trong lòng thầm nghĩ, hai người này thoạt nhìn không hề đơn giản, nhất là người thanh niên này, nhìn là biết ra ngoài trải nghiệm. Chàng trai mặc áo gấm dẫn ông lão đi đến trước mặt thanh niên áo đen, anh ta mỉm cười và nói, vị huynh đài này, chúng ta muốn đến chiến trường vũ trụ, nhưng khi đến, chúng ta không mang đủ tổ linh, không biết liệu ta có thể được giảm giá trước không? Thác Cổ Nguyên nhìn thanh niên trước mặt, thấy đối phương nói năng lịch sự, lập tức hỏi, các hạ là Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 169.